Phẩm Tinh Hiểu Thứ Tư. Phẩm tựa thứ nhất của Kinh Pháp Hoa là nghiên cứu nhân duyên của bổn kinh. Phẩm phương tiện thứ hai, dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh, vì để cho chúng sinh tiến thêm một bước thấy rõ giáo nghĩa, nên Đức Phật tiếp tục nói phẩm ví dụ thứ ba. Bây giờ, nói đến phẩm tinh hiểu thứ tư, khiến cho chúng sinh tăng thêm niềm tin. Do đó có câu, tin là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. Lại có câu rằng, Phật Pháp như biển cả, chỉ cần tin thì vào được. Do đó, có thể thấy niềm tin rất quan trọng, có thể nói là cửa đi vào Phật Pháp. Chữ tin bằng tiếng Tàu, chữ nhân đứng trước chữ ngôn, hợp lại thành chữ tín, biểu thị lời nói của người nào đó nói. Nếu bạn không tin lời của họ nói, dù lời của họ vốn có lợi ích, thì bạn cũng chẳng có được ích lợi. Cũng thế, nếu ai hay tin hiểu nghĩa lý trong kinh, sau đó cung hành thực tiễn, thì mới thực sự đắc được pháp ích. Ví như tính nóng giận của bạn quá lớn, nhưng đọc kinh rồi thì hiểu được tính nóng giận có thể tránh khỏi, do đó lập chí trừ khử ác tập này. Trong sự tu hành bất tri bất giác, một ngày nào đó bạn sẽ phát giác tập khí xấu xưa kia đã tiêu đâu mất. Đột xuất có người vô cớ nhiễu loạn bạn, nhưng bạn cũng xem như chẳng có gì, đó là công năng của niềm tin. Ngược lại, nếu người nào đó sinh tâm nghi hoặc đối với kinh điển, cho rằng tính nóng giận ai ai cũng đều có đủ, không nóng giận là việc không thể được, do đó không thể tương ưng với Phật Pháp, đừng nói đến đắc được pháp ích. Nói tóm lại, ai tin hiểu được Pháp Đại Thừa không thể nghĩ bàn, thì mới có thể thực tiễn chứng được pháp di diệu thậm thâm vô thượng. Cho nên phẩm này lấy tinh hiểu làm tựa. Kinh văn: lúc đó ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Chiên Viên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Mục Kiền Liên nghe Phật nói pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh tâm hy hữu, vui mừng hớn hở, bèn từ tòa ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, hở bày vai phải, gối phải đụng đất, một lòng chắp tay, cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn mà bạch Phật rằng: giảng giải. Lúc đó, tức là lúc Đức Phật diễn nói phẩm ví dụ, phẩm này Đức Phật chỉ truyền thọ đối với người đương cơ, chẳng tuyên nói đối với đại chúng, vì muốn tránh chúng sinh khởi nghi hoặc. Ma Ha Tu Bồ Đề cũng gọi là Huệ Mạng Tu Bồ Đề, vì ngài tiếp nối huệ mạng của Phật, cũng vì ngài phụng mạng của Đức Phật, bậc đại giác trí huệ nên gọi là Huệ Mạng. Trong pháp hội Bát Nhã, Phật muốn ngài Tu Bồ Đề giáo hóa tất cả chúng sinh và Bồ Tát mà kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Tu Bồ Đề có ba tên: một, Thiện Cát; hai, Thiện Hiện; ba, Không Sinh. Khi ngài Tu Bồ Đề ra đời thì có những việc kỳ lạ phát sinh. Các báu vật trong nhà phụ thân của ngài đột nhiên biến mất. Thầy bói tướng xem thì cho rằng ngài ra đời rất là thiện cát, tốt lành. Các báu vật mất hết, đó là biểu hiện giải không, cho nên lại được tên là Không Sinh. 7 ngày sau, các báu vật mất đi đều xuất hiện trở lại, do đó lại được tên là Thiện Hiện. Tôn giả là người giải không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Có người hỏi, không là gì? Có cần giải không chăng? Đương nhiên cần giải không. Nếu không thì không thể thấu hiểu Phật Pháp, nói chi đến thành Phật. Lại hỏi, không tất nhiên là gì cũng chẳng có, hà tất phải thấu hiểu? Tức bởi vì gì cũng chẳng có, nên bạn mới cần minh bạch nó. Ai lĩnh ngộ được nghĩa này thì được lợi ích vô cùng. Hư không là gì? Nó chẳng có hình tướng, cũng vô sở đắc. Nếu có sở đắc
thì chẳng gọi là hư không. Khi ngài Tu Bồ Đề thấu rõ nghĩa lý chẳng có gì giữ lấy, chẳng có gì xả bỏ, chẳng có gì thọ nhận rồi, liền giác ngộ diệu nghĩa về không. Tuy nói trong hư không chẳng có một vật, song vẫn có vật ở trong đó. Có và không là tương đối. Nếu ai có thể đập dụng hư không thì sẽ rõ Phật tính, thấy nguồn gốc. Cho nên Hòa Thượng Hư Vân có nói rằng: Bôi tử phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn toái giả, cuồng tâm đương hạ hiết. Nghĩa là cái ly rớt xuống đất, âm thanh chợt phát ra, hư không bị đập dụng, tâm cuồng tiêu tan mất. Hòa Thượng Hư Vân ở trong thiền đường chùa Cao Mân tại Dương Châu. Lúc cây hương thứ sáu khai tỉnh, xả thiền, thì vị hộ thất, người giúp việc trong thiền thất, rót trà cho từng thiền sinh. Chỉ sơ ý một chút, làm rớt ly trà của ngài Hư Vân xuống mặt đất, phát ra tiếng trong trẻo, tức thời làm cho mê mộng trong vô lượng kiếp của ngài Hư Vân kình tỉnh dậy. Ly trà rớt xuống đất, một âm thanh chợt phát ra, đập dụng hư không, cuồng tâm tiêu tan chấm dứt. Cuồng tâm tức là tâm phan duyên, phiền não, chấp trước. Cho nên Đức Phật nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, cuồng tâm đốn hiếp, hiếp tức bồ đề. Nghĩa là cuồng tâm tức bồ đề. Khi cuồng tâm chẳng còn nữa, thì bồ đề, giác ngộ sẽ hiển hiện. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên, Maha nghĩa là đại, lớn, Ca Chiên Viên dịch là văn sức. Tôn giả cũng có những tên khác như Hảo Kiên, Phiến Thần và Thắng Tư. Trong chúng đệ tử của Đức Phật, ngài là người luận nghị đệ nhất, biện tài vô ngại. Ngài dùng thiện xảo phương tiện, biện tài thao thao bất tuyệt, triết phục được rất nhiều ngoại đạo đoạn kiến. Maha Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất được truyền từ Đức Phật. Ngài hiện nay vẫn còn nhập định ở núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tức chưa vãng sinh, cũng chưa vào Niết Bàn. Ngài đợi Bồ Tát Di Lặc thành Phật thì trao y bát cho Phật Di Lặc. Ca Diếp dịch là ẩm quang, vì trên thân của ngài phóng ra ánh sáng vàng tía che lấp các ánh sáng khác, như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngôi sao, giống như uống ánh sáng. Thân của ngài hiện ánh sáng vàng làm gì trong quá khứ, ngài và vợ của ngài Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni cùng nhau tu sửa sơn son thiếp vàng tượng Phật Tỳ Bà Thi. Ca Diếp còn dịch là Đại Quy Thị, vì khi tổ tông của ngài tu đạo thì thấy con rùa lớn cõng ở trên lưng một bức quả đồ, do đó mà được tên. Tên của ngài Ca Diếp còn gọi là Tỳ Bát La, là tên của một thứ cây. Vì cha mẹ của ngài cầu nguyện với cây này mà sinh ra ngài, cho nên lấy tên cây làm tên. Ngài Maha Ca Diếp đã từng là một vị ngoại đạo lạy thần lửa, cho rằng thần lửa là thần minh cao thượng nhất. Khi Đức Phật độ xong năm vị tỳ kheo rồi thì biết cơ duyên đã chín mùi, mới đến độ ngài Maha Ca Diếp. Lúc đó ngài đã 102 tuổi. Khi ngài hiểu rõ công phu tu hành của mình chẳng thể sánh được cảnh giới và thần lực của Đức Phật, tu khổ hạnh trở thành đầu đà đệ nhất. Hạnh đầu đà có 12 hạnh. Phật thấy ngài tuổi đã cao nên khuyên tôn giả hà tất phải tu khổ như thế. Song tôn giả vẫn tiếp tục duy trì tu khổ hạnh. Cho nên Đức Phật khen ngợi ngài: Phật pháp của ta trụ lâu đời có quan hệ rất lớn với sự thực hành hạnh đầu đà của Ca Diếp. Ai hay tu khổ hạnh như thế thì Phật pháp nhất định sẽ trụ lâu nơi đời.
tôn giả Maha Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, dịch là Lai Bạc Căn hoặc Thải Thúc Thị. Tôn giả có đại thần thông. Một lần nọ, Ngài vận dụng thần thông đi về hướng đông, qua vô lượng vô biên thế giới. Song dù đi xa bao nhiêu, cũng chẳng cách chi lường được âm thanh của Phật vang xa bao nhiêu. Vì pháp thân của Phật khắp tận cùng hư không biến pháp giới. Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại hiếu tử. Khi Ngài chứng được ngũ nhãn lục thông, quả vị A-la-hán rồi, bèn quán khắp pháp giới tìm mẹ của Ngài. Thấy mẹ ở trong địa ngục làm ngạ quỷ, chịu nhiều thống khổ, Ngài đau đớn muôn phần, lập tức đem một bát cơm đến dâng cho mẹ dùng. Mẹ của Ngài dùng một tay che, một tay bốc ăn, vì sợ ngạ quỷ khác thấy đến cướp giật. Ai biết cơm vừa đến miệng thì hóa thành lửa than, ăn chẳng được, vì nghiệp chướng của bà ta quá nặng. Tôn giả Mục Kiền Liên tuy có đại thần thông, nhưng không thể cứu được mẹ của Ngài, do đó lập tức đi tìm Đức Phật để nhờ Phật cứu giúp. Phật nói vì mẹ của Ngài lúc còn sinh tiền phỉ báng Tam Bảo, khinh khi chư tăng, lại thích ăn cá, trứng, cho nên đọa làm ngạ quỷ ở trong địa ngục. Nếu muốn cứu vớt mẹ của Ngài thì phải vào ngày rằm tháng 7, ngày Phật Quan Hỷ, chư tăng tự tứ thiết lễ Vu Lan Bồn để cúng. Trước khi cúng mười phương chư Phật Pháp Tăng, mười phương tăng chưa dùng trai thì người khác không được dùng trước. Nhờ công đức thanh tịnh của mười phương tăng khiến cho mẹ của Ngài thoát khỏi biển khổ. Phật chế hàng tỳ kheo. Từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7, Kiết Hà an cư 3 tháng. Trong mấy tháng này, mùa hè nóng nực, trời mưa, trên đường đi có nhiều côn trùng. Vì dưỡng tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh, nên chư tăng chẳng đi đâu xa để tránh khỏi đạp chết những sinh linh nhỏ bé. Ngày 15 tháng 7 là ngày chư tăng Kiết Hà viên mãn, là ngày tự tứ, cũng là ngày Phật Quan Hỷ. Ngày đó chư tăng cùng nhau xem xét lỗi lầm với nhau, tự nhận lỗi lầm của mình, hoặc thỉnh chư tăng nói ra lỗi lầm của mình để sám hối, mọi người cùng nhau sửa đổi làm mới. Cho nên Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên cúng dường chúng tăng vào ngày này. Do đó, mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, mỗi chùa đều thiết lễ pháp hội Vu Lan Bồn, siêu độ cha mẹ bảy đời trong quá khứ và cha mẹ đời nay đã qua đời. Vu Lan Bồn dịch là giải đảo huyền. Chúng sinh trong địa ngục chịu thống khổ như bị dây thừng trói treo ngược xuống. Ngày này nhờ công đức cúng dường mười phương chư Phật Bồ Tát và hiền thánh tăng, các ngài có thể giải trừ thống khổ trong các đường ác. Tên của tôn giả Mục Kiền Liên gọi là Tỳ Lợi Bát, là tên cây, vì cha mẹ của tôn giả cầu nguyện nơi cây này mà sinh ra tôn giả. Tình hình cũng giống như ngài Ca Diếp. Khi ngài Tu Bồ Đề và các vị tôn giả khác nghe Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Quan Hỷ vui mừng hớn hở, nghe được pháp chưa từng nghe qua, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đây là biểu thị thân nghiệp thanh tịnh, sinh tâm hy hữu, biểu thị ý nghiệp thanh tịnh, hở bày vai phải, là biểu thị các ngài buông bỏ pháp tiểu thừa mà hướng về pháp đại thừa. Nghĩa là khai quyền hiển thật, ngày xưa chưa khai quyền, như vai mặt bị che lấp, nay đã khai quyền cho nên hở vai phải, gối phải đụng đất. Đất biểu thị thật pháp, thật trí, một lòng chấp tay, quyền thật không hai, quyền pháp tức thật pháp, thật pháp tức quyền pháp, khai quyền hiển thật, vì thật thí quyền. Chấp tay là biểu thị quyền thật không hai, không hai tức là một lòng chẳng phải quyền, chẳng phải thật. Cúi mình cung kính, thân mình chẳng thẳng cũng chẳng cúi, hay thẳng
cũng hay cúi. Thẳng là biểu thị thật pháp, cúi là biểu thị quyền pháp. Nay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, biểu thị các ngài dùng quyền hướng về thật pháp của Phật mà bạch Phật rằng: tức khẩu nghiệp thanh tịnh. Kinh văn: chúng con đứng đầu trong hàng tăng chúng, tuổi đã già nua, tự cho mình đã được niết bàn, chẳng kham nhiệm gì nữa, chẳng còn cầu mong quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: chúng con là chỉ ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, ngài Ma Ha Ca Chiên Viên, ngài Ma Ha Ca Diếp và ngài Ma Ha Mục Kiền Liên. Các ngài đứng đầu trong hàng tăng chúng, song tại sao các ngài không tu tập pháp đại thừa để cầu Phật đạo? Vì các ngài xuất gia đã lâu, tuổi hạ cao, những người hậu bối đều lấy các ngài làm mô phạm. Nếu sửa đổi bỏ pháp tiểu thừa để cầu đại thừa thì sợ người sau quở trách, vì muốn giữ sự tín nhiệm của người khác đối với các ngài, cho nên chấp trước tiểu thừa mà chẳng cầu pháp đại thừa, chẳng muốn xả bỏ tiểu thừa, đều vì chưa biết khai ba quyền thừa để hiển thật thừa pháp. Ba quyền thừa tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Vì chấp nơi tiểu thừa chưa bỏ đi, giữ gìn kiến giải của mình, cho nên không thể khai quyền hiển thật, bỏ quyền về thật, mà gây nên lỗi lầm thứ nhất. Lỗi lầm thứ hai là tự cho rằng tuổi tác đã già nua, có thể tránh trách nhiệm nặng nề hành Bồ Tát đạo rộng độ tất cả chúng sinh. Các ngài quá xem thường chính mình, chấp trước việc tuổi tác đã cao, chẳng còn làm gì được nữa, cho nên lười tinh tấn cầu Phật đạo. Lỗi lầm thứ ba là các ngài tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn. Đây là chưa chứng mà nói chứng. Theo sự trắc lượng của các ngài cho rằng hoa sen chẳng sinh nơi đất cao, chỉ lớn lên ở dưới nước, cho nên nói mình đã vào chánh vị vô vị, được Niết Bàn, chẳng còn kham phát tâm Bồ Đề, cho rằng những gì làm trước kia đều là Bồ Tát đạo. Song vì mê thật pháp mà chẳng hiểu nghĩa của nó, chẳng còn mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Đức Thế Tôn trước kia nói pháp đã lâu, con ngồi tại tòa thân thể cảm thấy mệt mỏi, chỉ nhớ pháp không, vô tướng, vô tác. Nơi pháp Bồ Tát Du Hí thần thông, thanh tịnh cõi Phật, thành tựu chúng sinh thì tâm chúng con chẳng vui thích. Tại sao? Vì Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ra khỏi ba cõi, chứng được Niết Bàn. Hơn nữa, nay chúng con tuổi đã già nua, chẳng sinh tâm niệm ưa thích nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật giáo hóa Bồ Tát. Giảng giải: bốn vị tôn giả bạch Phật: Đức Thế Tôn, trước kia Phật nói pháp thời gian lâu dài, chúng con ngồi lâu, dần dần cảm thấy mỏi mệt giải đãi, vì chỉ nghĩ nhớ pháp tiểu thừa, không vô tướng vô tác, tức là không vô sở hữu, tức không cần hành Bồ Tát đạo hoặc tu công đức, cho nên chẳng vui thích pháp Bồ Tát Du Hí thần thông giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh cho đến nghiêm tịnh cõi Phật, cũng chẳng sinh một niệm tâm vui mừng. Đó là được ít cho là đủ, lỗi giải đãi chẳng tinh tấn. Vì sao? Vì sao chúng con chẳng cầu pháp đại thừa? Vì Phật từng nói khiến cho chúng con ra khỏi ba cõi, chứng được Niết Bàn. Hơn nữa, nay tuổi chúng con đã già, sức yếu, cho nên nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật mở bày cho Bồ Tát Đại Thừa, chúng con chẳng sinh tâm ưa thích. Kinh văn: hôm nay chúng con ở trước Đức Phật, nghe thọ ký cho hàng thanh văn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm chúng con rất vui mừng được chưa từng có. Không ngờ hôm nay hốt nhiên được nghe pháp chưa từng có, rất tự mừng may được lợi lành lớn.
vô lượng châu báu, chẳng cầu mà tự được. Giảng giải: hôm nay chúng con ở trước Phật, được nghe Phật thọ ký cho hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát sẽ thành Phật. Thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong tâm chúng con rất vui mừng, vì đây là biểu thị chúng con cũng sẽ được Phật thọ ký. Nay nghe pháp hy hữu kinh diệu pháp liên hoa này, rất tự mừng may được lợi lành lớn, như hốt nhiên được vô lượng châu báu, chẳng cầu mà tự được. Kinh văn: Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói ví dụ để làm rõ nghĩa đó. Ví như có người tuổi còn nhỏ, bỏ cha trốn đi sang nước khác, ở lâu hoặc 10, 20 cho đến 50 năm. Giảng giải: Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin dùng một ví dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Ví như có người, dụ cho người dị thừa, tuổi còn nhỏ, dụ cho người căn lành còn yếu kém, vì không thể thọ pháp đại thừa mà bỏ cha đi xa. Cha, dụ cho ứng thân của Phật, trong thời gian lâu dài, nơi hai vạn ức vị Phật xuất hiện ra đời, Phật Thích Ca vẫn giáo hóa chúng sinh thành vô thượng đạo, như cha lành đối với tất cả chúng sinh. Song khi ứng thân của Phật vào Niết Bàn rồi, thì chúng sinh thối tâm Bồ Đề, cho nên gọi là trốn đi, sang nước khác ở lâu. Tức chỉ ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và năm dục: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Nghĩa là chúng sinh nhiễm sâu trần lao năm dục, chẳng biết bỏ mê về giác. Đường cõi trời là 10, đường cõi người là 20, 50 năm, dụ cho năm đường chúng sinh: trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. A-tu-la chẳng lập riêng một đường, vì trong năm đường đều có A-tu-la. Chúng sinh trong ba cõi đều quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, chẳng biết pháp môn tìm cầu giải thoát. Kinh văn: người đó tuổi tác đã lớn, lại thêm bần cùng khốn khổ, lang thang khắp bốn phương để tìm cầu cơm ăn áo mặc, lần lần du hành tình cờ trở về bổn quốc. Giảng giải: người đó tuổi tác đã lớn, dụ cho hạt giống đại thừa còn tồn tại, song vì bỏ đại thừa mà tu tập tiểu thừa, thối lùi đã lâu, phước đức từ từ tiêu mất, cho nên gọi là nghèo khổ. Lại thêm bần cùng khốn khổ, tức tám thứ khổ: sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, quán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Chúng sinh trong ba cõi chịu đủ tám thứ khổ, chẳng ra khỏi đặng, cho nên nói là bần cùng. Tám thứ khổ trói buộc như lửa thiêu đốt, nên gọi là khốn khổ. Lang thang khắp bốn phương, tức thêm về thân thọ, tâm, pháp, tìm cầu cơm ăn áo mặc, chẳng thêm về phải trái, ở giữa cầu chánh đạo cơm ăn và chánh đạo áo mặc. Lần lần du hành, tình cờ trở về bổn quốc, tức chẳng phải như ý muốn, chỉ là sự tình cờ. Ngoại đạo chán khổ cầu đạo, tu các khổ hạnh, tuy là chẳng chánh đáng, cũng được nhân duyên có thể giáo hóa họ. Như Phật mới thành đạo, thì các ngoại đạo đều được độ trước, tức cũng là ý này. Kinh văn: người cha từ trước đến nay tìm con chẳng được, bèn dừng lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông đó rất giàu có, của cải báu vật vô lượng,
nào là vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, trân châu, vân vân. Các kho tàng của cải thảy đều tràn đầy. Có nhiều tôi tớ, thần tá, sử dân, voi ngựa, xe cộ, bò, dê, nhiều vô số cho dây thâu vào, lời lãi khắp đến nước khác. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Giảng giải: người cha từ trước đến nay tìm con chẳng được, dụ cho Phật dùng pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, song chúng sinh bỏ trốn đến nước khác, Phật tìm con chẳng được. Nhưng không thể vì một đứa con mà bỏ gia nghiệp, cho nên dừng lại ở tại một thành trong nước đó, trong tức là giữa cõi thật báo và cõi phương tiện. Phật lúc ban đầu dừng nơi hữu dư niết bàn quá thành, tức dừng nơi quyền lý, chẳng muốn nói pháp yếu mà muốn vào niết bàn. Nhưng vì nhà ông rất giàu có, pháp tài vô lượng, chỉ tam tạng 12 bộ kinh các pháp bảo, muốn có người sau này kế thừa gia nghiệp của Như Lai, cho nên chẳng vào niết bàn. Quyền lý này là thật tướng nên gọi là nhà ông, đầy đủ vàng đức cho nên gọi là rất giàu có. Vàng bạc bảy báo và bảo châu như ý, đại đồng tiểu dị, chỉ cần được một hạt châu như ý thì đồng dư được các báo vật khác. Đây là biểu thị tiểu thừa 37 đạo phẩm, 4 thánh đế, 12 nhân duyên và đại thừa lục độ vạn hạnh các pháp bảo. Các kho tàng của cải, tức là vô lượng pháp bảo sở tại, có nhiều tôi tớ, thần tá, sử dân, dụ cho pháp thiện xảo phương tiện của Phật. Voi dụ cho nhất tâm tam quán, pháp duyên giáo đại thừa. Tam quán này đồng tại một lúc, chẳng lìa một mà có. Không tức giả, giả tức không, cũng không cũng giả. Đây là pháp môn duyên giáo sở tu của Bồ Tát, là đốn ngộ mà chẳng phải tiệm tu. Ngựa đại biểu thứ đệ tu hành từ từ vào tam quán của đại thừa. 1. Quán không. 2. Quán giả. 3. Quán trung. Đây là biệt giáo đại thừa. Bò dụ cho không tích hai quán, là thông giáo các pháp đại thừa. Dê dụ cho tích pháp tự hành quán. Từ thanh văn thừa tu thì có thể vào đại thừa. Khi có Phật tại thế thì duyên giác và thanh văn thành một thể. Vô số tức là chúng sanh tiểu thừa nhiều vô số lượng, cho dây thâu vào lời lãi. Cho dây là chỉ tâm sinh vạn pháp, thâu vào tức vạn pháp quy về tâm. Lời lãi là giáo hóa chúng sinh được pháp đại thừa, tự thân được lợi ích. Như lợi tức ở ngân hàng, nếu độ được nhiều chúng sinh thì được nhiều lợi, do đó mà khắp đến nước khác, khắp tam giới, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Biểu thị quả vị bậc đại tiểu thừa rất đông nhiều, nghĩa là các Bồ Tát vào tam giới để cầu pháp lợi, giáo hóa chúng sinh, hoặc Bồ Tát cõi này đến cõi khác nghe pháp, hoặc Bồ Tát cõi khác đến cõi này nghe kinh, hoặc vì khế cơ mà ứng hóa làm thanh văn, gọi là ứng và hóa thân. Ví như buôn bán đem thật pháp vào khắp tam giới, giáo hóa lợi ích chúng sinh, sau khi hoàn thành thì trở về pháp thân tức nhập diệt, cho nên cũng gọi là rất đông nhiều. Kinh văn: bấy giờ gã cùng tử đi dạo đến các tụ lạc, trải qua các xóm làng, lần hồi đến thành của người cha ở. Giảng giải: gã cùng tử tức là hàng nhị thừa, đi dạo đến các tụ lạc, tức đi dạo trong nhà lửa tam giới, chịu các sự khổ rất nhàm chán mỏi mệt, muốn cầu thoát khỏi.
trải qua xóm làng, tức là lặn lội đường dài, trải qua vô số nước khác, nghĩa là quán sát tụ lạc năm quẩn và cõi nước 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Từ đây mà vào xóm, tức quán 12 nhân duyên, nơi nơi cầu chánh trợ, cơm áo. Do cúng cảnh này mà cảm lòng đại bi của Phật, có được nghĩa tịch diệt, cho nên nói lần hồi đến thành của người cha ở. Kinh văn: người cha nhớ con, cách biệt con đã hơn 50 năm mà chưa từng nói với ai về việc này. Chỉ tự suy nghĩ, lòng rất hối tiếc. Tự nghĩ mình đã già nua, có nhiều của cải, vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy mà chẳng có con cái. Một khi chết mất thì của cải sẽ mất đi, chẳng có người giao phó. Cho nên rất ân cần luôn nhớ đến con. Lại nghĩ rằng nếu ta gặp lại con để giao phó của cải thì sung sướng biết mấy, chẳng còn sầu lo. Giảng giải: người cha nhớ con, Phật luôn luôn nhớ các Phật tử căn cơ đại thừa. Cách biệt con đã hơn 50 năm, đại biểu trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục các súc sinh. Song ông ta chưa từng nói với ai, Phật thì chẳng nói. Vậy các vị Bồ Tát biết việc này chăng? Biết, song Phật chẳng nói, mà các Bồ Tát cũng im luôn. Vì biết chúng sinh căn cơ đại thừa chưa chín mùi, tâm Như Lai rất hối tiếc, ban đầu chẳng ngân cần giáo hóa pháp lớn, e rằng họ sẽ thối thất bổn tâm. Hơn nữa, con ngu si đã trốn đi, bỏ giác hợp trần mà trong lòng rất lo lắng. Tự nghĩ mình đã già nua, dụ cho Phật ra đời, giáo hóa chúng sinh hoàn mãn rồi, tất cả pháp đại thừa, giàu có đủ pháp tài, thiền định bát nhã trí đức, mà chẳng có con cái để kế thừa. Một khi báo thân mất đi, thì công đức pháp tài chẳng có ai tiếp nối. Cho nên ân cần luôn luôn nhớ đến đứa con thất lạc. Nếu có người để giao phó lại của cải pháp tài, thì trong tâm sung sướng biết mấy, chẳng còn sầu lo gì nữa. Kinh văn: Đức Thế Tôn lúc bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi đến nhà người cha, bèn đứng bên cửa xa trông thấy người cha ngồi trên giường sư tử, ghế báu đỡ chân. Các vị bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ thảy đều cung kính vây quanh, dùng chuỗi trân châu giá trị ngàn vạn để trang nghiêm thân. Các sử dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báo che phía trên, các hoa phan thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ hoa quý. Các báo vật la liệt phát ra thâu vào, lấy cho, có đủ thứ sự nghiêm sức như thế, quy đức rất tôn kính quý trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực rất lớn, bèn sinh tâm kinh sợ, hối hận về việc đến chỗ này. Bèn nghĩ thầm rằng, ông này chắc làm vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn được tìm vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức chăm làm để kiếm được đồ mặc vật ăn. Nếu ở đây lâu, họ sẽ cưỡng ép sai ta làm. Nghĩ như thế rồi, bèn mau bỏ chạy đi. Giảng giải: Đức Thế Tôn, khi người cha già nghĩ nhớ gã cùng tử, thì gã cùng tử làm thuê làm mướn lưu lạc khắp đó đây. Ý nói, họ đã bỏ đại thừa, ở trong tam giới, chịu các sự thống khổ, cho nên tâm sinh nhàm lìa, mà đi tứ xứ tìm cầu đường thoát ly. Từ đó dần dần tích tập căn lành xuất thế. Do căn lành này mà cảm ứng lòng từ bi của Phật, cho nên cuối cùng về đến nhà người cha. Đứng ở bên cửa, gã cùng tử thấy người cha và sự trang nghiêm đẹp đẽ, cho nên chẳng dám ngang nhiên đứng giữa cửa. Đây là biểu thị người tiểu thừa thiên về không, thiên về giả, mà chẳng đứng nơi trung đạo.
xa trông thấy người cha. Tuy nhiên, hiện nay lìa đạo đã xa, còn có thể ở xa trông thấy người cha. Ý nói người tiểu thừa còn có căn cơ đại thừa. Ngồi ở trên giường sư tử, tòa cao trọng lớn này chạm hình con sư tử, dụ cho Phật ngồi tòa Pháp Vương, hiển hiện dạng đức đầy đủ, trang nghiêm viên mãn, báo thân, pháp thân và hóa thân. Ghế báo gác chân biểu thị Phật đầy đủ định huệ. Các vị Bà La Môn là giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp của Ấn Độ thời xưa, tu hành phạm hạnh, đức hạnh thanh cao, đây dụ cho đẳng giác vị và Bồ Tát Pháp Vân Địa trong hội Hoa Nghiêm. Sát Đế Lợi là dòng dõi vua chúa, dụ cho các đại Bồ Tát từ sơ địa đến cửu địa trong hội Hoa Nghiêm. Cư Sĩ đại biểu 30 tâm Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Những vị Bồ Tát này đều cung kính nhiễu quanh Đức Phật. Chuỗi trân châu dụ cho cứu kính giới, định thủ lăng nghiêm, nhất thiết chủng trí, pháp âm Đà La Ni bốn trí, giá trị ngàn vạn để trang nghiêm thân, dụ cho Phật Pháp di diệu thâm máu, không thể luận bàn dò lường. Các sử dân tôi tớ, sử dân là Bồ Tát đã chứng quả, tôi tớ bậc tu hành phương tiện ba la mật đồng với thật trí. Tay cầm phất trần trắng, dụ cho dùng quyền trí. Đứng hầu hai bên, bên trái biểu thị nhập vào không khí và quét đi bốn trụ trần: 1. Ái kiến trần, 2. Ái dục trần, 3. Ái sắc trần, 4. Ái vô sắc trần. Bên phải biểu thị nhập vào giả trí, quét sạch vô tri trần. Hai bên biểu thị quét không trần và giả trần. Đây là trung đạo phương tiện, cho nên nói là hai bên. Màn báo che phía trên, dụ cho từ bi chân thật. Các hoa phan thòng xuống, hoa dụ cho bốn pháp nhiếp. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí có ba: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Ái ngữ là nói lời hòa nhã, êm dịu. Lợi hành là hành vi lợi ích kẻ khác. Đồng sự là thị hiện thân phận đồng với chúng sinh. Phan dụ cho thần thông: 1. Thiên nhãn thông, 2. Thiên nhĩ thông, 3. Tha tâm thông, 4. Túc mạng thông, 5. Thần túc thông, 6. Lậu tận thông. Nước thơm rưới đất, dụ cho nước pháp, pháp thủy rưới vào tâm địa của các Bồ Tát rửa sạch hoặc trần, cũng dụ cho nước định rưới tâm tán loạn. Rải các thứ hoa quý, phong ích, tính bình đẳng và tôn quý, ý nói Bồ Tát Đại Thừa như thất tịnh hoa. Hoa biểu hiện cho bốn trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tính trí, đại viên cảnh trí. Thất tịnh hoa: 1. Tam tụ tịnh giới, 2. Thủ lăng nghiêm đại định, 3. Thật huệ, 4. Đoạn nhị đế nghi, 5. Hành ư phi đạo thông đạt Phật đạo, 6. Trí đức viên mãn, 7. Đoạn đức thành tựu. Người nào muốn đắc được định thì trước phải giữ giới mới có định và huệ. Cho nên trong sự tu đạo, giới là quan trọng nhất. Giới có 5: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu. Có người nói sát sinh, trộm cắp có thể giữ được, giới không tà dâm tuy không dễ, song cũng phải giữ. Giới nói dối là ác tập nên trừ khử, song uống một vài ly rượu thì đâu có vấn đề gì, hà tất phải giữ giới rượu. Bạn nói họ nói như vậy có lý chăng? Hoàn toàn sai. Rượu khiến cho con người loạn tâm tính mà gây ra việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Trong trường hợp nào đó bạn nói dối mà chẳng biết, còn cho rằng mình chẳng có phạm lỗi.
tôi nhớ đến một câu chuyện. Có một người nọ giữ gìn năm giới, giới rượu đã giữ được 2-3 năm. Một ngày nọ hốt nhiên khởi ý niệm uống rượu, cho rằng uống một vài ly rượu đâu có vấn đề gì. Bắt đầu anh ta chỉ uống một chút, từ từ càng uống càng nhiều, say lúc nào chẳng hay. Hốt nhiên thấy con gà nhà kế bên chạy qua nhà anh ta, cho rằng trời ban cho, bèn bắt gà làm thịt ăn. Lát sau có cô gái nhà kế bên chạy qua tìm gà, thì anh ta nói chẳng thấy gà. Thấy cô gái bèn nổi tâm dâm dục, làm ô nhục cô ta. Vì anh ta phạm giới rượu mà gây ra tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm và vọng ngữ. Đủ thấy giới rượu rất là quan trọng. Tịnh hoa thứ hai, thủ lăng nghiêm đại định, là đại định tất cả sự cứu kính kiên cố. Chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải triệt để kiên cố, có tâm kiên, thành, hằng thì mới có đại định. Tu đại định thì sao sẽ thành tựu định lực tất cả sự cứu kính kiên cố, tức là đại quả. Tịnh hoa thứ ba, thật huệ. Thật huệ này ai ai cũng có đủ, chẳng có ai mà không có trí huệ. Song bây giờ chúng ta chẳng những không hiểu được sự vận dụng mà còn quên đi mất. Ngược lại, cứ dụng công phu trên trí quyền xảo phương tiện, đó là trí thế gian mà thôi, là hư vọng chẳng thật. Thật trí mới là trí huệ siêu thế gian, hay khiến cho thấy được thật tướng của các pháp. Tịnh hoa thứ tư, đoạn 2 đế nghi. A. Không đế, quán tự tính vốn không của các pháp, phá trừ pháp chấp. B. Giả đế, đây là tác dụng của nhân duyên, hiện tượng y chánh, đồng nơi quyển hóa, cho nên giả đế là lập pháp. Hai đế này thêm về không hoặc thêm về có chẳng vào trung đạo, cho nên chẳng phải cứu kính mà phải đoạn trừ. Tịnh hoa thứ năm, hành ư phi đạo thông đạt Phật đạo. Sở hành phi đạo như là pháp tiểu thừa hoặc như khổ hạnh của ngoại đạo, song cuối cùng vẫn phải trở về với đại thừa, tu pháp đại thừa mới thành tựu Phật đạo. Tịnh hoa thứ sáu, trí đức viên mãn, tức là minh tâm kiến tánh. Tịnh hoa thứ bảy, đoạn đức thành tựu, biểu thị phá sạch vô minh. Các báo vật la liệt, phát ra thâu vào lấy cho, có đủ thứ sự nghiêm sức như thế, biểu thị đại thừa diệu pháp, phát ra tức giáo hóa chúng sinh pháp đại thừa, thâu vào biểu thị nhiếp thọ người nhị thừa, quy đức rất tôn kính quý trọng, biểu thị vô biên đại quy đức thần lực, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn, tức người nhị thừa trí nhỏ đức mỏng, thấy Phật có sức đại trí huệ thần thông và quy đức thân tướng tốt trang nghiêm, mới khởi tâm kinh sợ hoài nghi. Tướng trang nghiêm vi diệu này trước kia con chưa từng thấy, phải chăng là ma vương? Bèn tỉnh ngộ ăn năn về việc đến chỗ này, muốn đi đến xóm nghèo tu pháp nhị thừa, lấy sự cầu chánh đạo làm vật ăn, ngộ đạo làm đồ mặc. Với trí huệ của ngài Xá Lợi Phất, còn sinh tâm nghi hoặc đối với Phật, phải chăng đây là ma giả Phật nhiễu loạn tâm ta ư? Huống gì là người mới vào đạo, gã cùng tử chẳng dám ở lại lâu nơi đây, sợ bị ép tu tập pháp đại thừa mà cất bước chạy nhanh. Chẳng phải là chỗ người tiểu thừa được lợi ích, cho nên nói chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, ý nói căn cơ nhỏ không thể tiếp thọ giáo hóa pháp đại thừa. Tu pháp đại thừa Bồ Tát chẳng dễ gì thực hành, nhậm dẫn vào sinh tử, du hí nhân gian, tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, vào sinh tử mà chẳng sinh tử, tại phàm trần mà xuất phàm trần. Người nhị thừa thì nhàm sợ sinh tử và sợ rộng học vạn hạnh, bỏ lớn giữ nhỏ,
cho nên nơi cửa đại thừa mà bỏ đi mau. Kinh văn. Lúc đó, ông trưởng giả giàu có ngồi trên tòa sư tử, nhìn thấy biết là con mình, trong tâm rất vui mừng, bèn nghĩ: của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó, ta thường nhớ đến đứa con này mà chẳng thấy, nay nó bỗng nhiên đến đây, rất vừa ý của ta. Ta tuy tuổi già, do gì tham tiếc. Giảng giải. Lúc đó Phật ngồi trên tòa sư tử, nhìn thấy biết là con mình, tức là biết những người tiểu thừa. Vì quá khứ Phật đã từng giáo hóa chúng sinh pháp đại thừa, cho nên tâm rất vui mừng. Kho tàng trí huệ đức hạnh đã có người giao phó, nguyện lực của Phật sẽ viên mãn. Của cải kho tàng, tức là pháp tài, thiền định và vô lượng pháp môn giải thoát, như 37 đạo phẩm, 6 độ vạn hạnh, 12 nhân duyên, 4 diệu đế, các pháp tạng, này đã có chỗ giao phó. Tuy nhiên, ta thường nghĩ nhớ chúng sinh lưu chuyển trong biển khổ sinh tử, muốn cứu vớt, nhưng vì chúng sinh bỏ Phật, trốn đi quá xa, cho nên chẳng thể thấy. Nay nó bỗng nhiên đến đây, biểu hiện nay họ đã hồi tiểu hướng đại, phát đại bồ đề tâm, rất là vừa ý của ta. Tuy ta tuổi tác đã già nua, sẽ vào niết bàn, do vì tham ái thương tiếc. Tức tương lai độ được người nào, thì người đó có căn cơ đại thừa, có thể giao phó pháp lớn cho người đó. Kinh văn. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Lúc đó, kẻ sứ giả chạy mau đến bắt lại. Gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không phạm lỗi gì, sao lại bắt tôi? Người sứ giả càng nhanh qua bắt, cưỡng dắt đem về. Lúc đó, gã cung tử tự nghĩ: mình chẳng có tội gì mà bị bắt, chắc chắn phải chết. Lại càng sợ hãi, ngất xỉu, ngã xuống đất. Giảng giải. Phật liền sai khiến Bồ Tát đuổi gấp theo bắt lại, dùng đốn giáo pháp đại thừa để giáo hóa người tiểu thừa, muốn khiến cho họ đốn ngộ vô thượng đạo. Chạy mau bắt lại, đừng đào vào thẳng, kiến tánh thành Phật, nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho họ vào trí huệ của Phật. Người nhị thừa tu tập pháp nhỏ, tức pháp tiểu thừa, đột nhiên nghe được pháp lớn, tức pháp đại thừa này, bèn sinh tâm kinh ngạc. Tiểu thừa lấy phiền não làm oán, sinh tử làm khổ. Nếu thường nói với họ phiền não tức bồ đề, thì họ lớn tiếng kêu oan. Nếu họ nghe sinh tử tức niết bàn, thì họ lớn tiếng kêu thống khổ. Tôi vô ý cầu pháp đại thừa, sao lại bức bách tôi? Kẻ sứ giả càng nhanh qua, muốn cho họ tự thức bản tính. Người nhị thừa tự nghĩ mình chẳng có tội, tự bảo chẳng có đại từ bi tu pháp lớn này, cho nên chẳng muốn bị pháp lớn ràng buộc. Chúng sinh nghiệp nặng, cho nên ở trong ngục sinh tử. Bồ Tát dùng tâm đại từ bi vào ngục cứu vớt. Người tiểu thừa tự bảo chẳng có đại phương tiện mà vào sinh tử, tất sẽ mất đi tam thừa huệ mạng, cho nên nói chắc chắn phải chết. Suy lường như thế lại càng sợ hãi. Người trí nhỏ chẳng hiểu pháp lớn, cho nên nói ngất xỉu.
ngã xuống đất, tức là đắm chìm ở trong vô minh. Kinh văn: Người cha ở xa trông thấy vậy, bèn nói với sứ giả: Không cần người đó, chớ cưỡng đem đến. Hãy lấy nước lạnh rưới lên mặt cho nó tỉnh lại. Đừng nói chi với nó. Tại sao? Vì người cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang, làm cho con khiếp sợ. Biết rõ là con, bèn dùng phương tiện, chẳng nói với người khác đó là con mình. Người sứ giả nói: Nay ta thả ngươi muốn đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng được chưa từng có. Từ đất đứng dậy đi đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Giảng giải: Phật thấy người nhị thừa chẳng thọ Bồ Tát giáo hóa, tức chẳng có đại căn cơ, sợ thương hại căn lành của họ, cho nên tùy thuận căn tính của họ mà dạy Bồ Tát dùng pháp phương tiện giáo hóa, lấy nước lạnh rưới lên mặt. Nếu ai ngất xỉu ngã xuống đất thì lấy nước lạnh rưới lên mặt của họ thì sẽ khiến cho họ tỉnh lại. Đây là biểu thị dùng pháp thủy bốn diệu đế của hàng thanh văn, khiến cho họ tu hành từ từ sẽ chứng quả. Phật biết người nhị thừa ý chí hạ liệt cầu pháp nhỏ, tự biết mình giàu sang, vì Phật có đại oai đức, pháp thân biển khắp pháp giới, báo thân và ứng thân rất thù đạt tôn quý, mà người tiểu thừa chẳng dễ gì tinh thọ. Phật quán nhân duyên này rồi, biết rõ họ nơi hai vạn ức vị Phật đã từng phát đạo tâm, thật là con của Phật. Chẳng nói với người khác, tức trước kia vì thật mà thí pháp phương tiện quyền xảo, nơi vườn Lộc Uyển vì năm vị tỳ kheo nói pháp bốn diệu đế cho đến 12 nhân duyên. Trong các pháp hội A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Phật chưa từng đề cập đến hàng thanh văn duyên giác là con của Phật. Chỉ có trong hội Pháp Hoa, cơ duyên đã thành thục, vì xá lợi phất thọ ký sẽ thành Phật, mới nói các ngài là con của Phật. Nay ta thả ngươi, tức là biết căn cơ mỏng cạn, tùy ý thích của họ. Gã cùng tử vui mừng, chẳng vì pháp lớn ép buộc, cho nên vui mừng. Tạm lưu lại nơi pháp nhỏ, có thể được tỉnh ngộ, cho nên nói, từ đất đứng dậy, lại tu chánh đạo và trợ đạo, như tìm cầu sự an mặc. Kinh văn: Bấy giờ, ông trưởng giả muốn dẫn dụ con mình, bàn bày phương tiện, bí mật, sai hai người hình sắc tiêu tụy, chẳng có uy đức, bảo họ đi tìm, và nói với gã cùng tử: Ở đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Nếu gã cùng tử chịu, thì dẫn về cho gã làm. Nếu nó có hỏi sai làm gì, thì nói là thuê hốt phân. Chúng ta hai người cũng làm chung với ngươi. Giảng giải: Muốn dẫn dụ con mình, Phật quán căn cơ của họ mà bày phương tiện pháp môn, bí mật sai hai người, phái Bồ Tát hóa làm người thanh văn thừa để độ hóa, nơi giáo pháp mà nói, tức pháp bốn diệu đế, 12 nhân duyên. Nếu nơi người mà nói, tức người nhị thừa, tức thanh văn và duyên giác. Nơi lý, tức có làm chân tục hai đế. Bí mật sai, chiếu theo giáo lý, tức ẩn thật là bí mật, khai quyền là sai khiến. Mật giáo tức viên giáo, mãn tự giáo, như kinh Pháp Hoa vậy. Bán tự giáo tức di giáo, như Tam Tạng và Thông Giáo. Nơi người mà nói
thì bên trong bí ẩn hạnh Bồ Tát là mật, bên ngoài hiện thân thanh văn là sai khiến. Người tiểu thừa chẳng tu tướng tốt, song nói khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh quán, thiên về không chẳng phải là trung đạo. Cho nên nói, hình sắc tiều tụy chẳng có uy đức, tức chẳng đủ 10 lực, 4 vô sở úy. Ý nói, Bồ Tát đáng dùng thân thanh văn độ được thì hiện thân thanh văn, mà vì họ nói pháp để giáo hóa họ. Ở đây có chỗ làm. Thấy tu hai lối, tức nhị quả, tam quả là hán gì? Khổ hạnh của ngoại đạo chỉ phục được hoặc mà không thể đoạn sạch được hoặc. Hoặc có thể phân ra thô hoặc và tế hoặc. Kiến tức thấy, tư tức suy nghĩ, hoặc là thô hoặc, trần sa hoặc và tế hoặc. Vô minh hoặc có thể đạt đến sắc giới, vô sắc giới, tức tự cho rằng đến được quải trời, cho rằng đã cựu kính. Thực tế thì chưa ra khỏi tam giới, như ở trong nhà lửa. Trả giá gấp bội. Nếu tu pháp 4 diệu đế và 12 nhân duyên thì có thể đoạn vô minh, dứt sinh thoát tử, vượt ra tam giới. Nếu gã cùng tử chịu, tức người có căn cơ thì được giáo hóa, nếu chẳng đối cơ thì không thể giáo hóa. Thuê người hút phân, biểu thị khổ tập hai đế trong 4 diệu đế, trừ kiến tư hai hoặc. Chúng ta hai người cũng làm chung với người, biểu thị Bồ Tát thị hiện thân nhị thừa cũng cùng nhau tu hành tiểu thừa. Kinh văn. Khi đó hai kẻ sứ giả tìm được gã cùng tử rồi, bèn thuật lại đủ mọi việc như trên. Bấy giờ gã cùng tử trước hết hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót mà trách. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát hóa thành người nhị thừa đến chỗ gã cùng tử, tức chỗ chúng sinh quán cơ thị giáo, biết rõ có căn cơ, cho nên nói đã tìm được. Hai người vì họ mà nói việc tiểu thừa, tức hút phân, khổ tập việc đạo. Song gã cùng tử sợ bị lừa, cho nên trước hết lãnh lấy tiền làm công, sau mới chịu làm thuê. Ý nói trước hết phải mộ việc, sau mới chịu tu đạo. Người cha thấy con thương xót thủ quả tiểu thừa, mà trách chẳng cầu Phật đạo. Trước hết hỏi lấy giá cả. Giá cả này cũng có thể dụ cho sự giá trị vi diệu của kinh Pháp Hoa. Giảng đến đây, hốt nhiên tôi nhớ lại một câu chuyện. Tại Trung Quốc vào đời nhà Tấn, có một vị Pháp sư tên là Vân Dực. Kiếp trước là một con gà rừng, đời này được đầu thai làm người mà tu hành chánh quả. Tại sao gà rừng được đầu thai làm người? Vì mỗi lần Đại sư Pháp Trí giảng kinh Pháp Hoa thì đều thấy có một con gà rừng đến nghe kinh. 7 năm như một ngày. Sau đó, con gà rừng này chết đi, thì đêm đó Đại sư Pháp Trí mộng thấy một vị đồng tử nói: ta là con gà rừng mà hàng ngày đến nghe ngài thuyết pháp, do sự nghe pháp mà tôi đã đầu thai vào nhà cư sĩ Hoàng, tương lai sẽ xuất gia với đại sư. Mấy năm sau, cư sĩ họ Hoàng thiết trai cung thịnh Đại sư Pháp Trí. Khi đứa bé vừa thấy đại sư đến thì vui mừng chạy đến nói rằng: sư phụ của con đến rồi. Đại sư Pháp Trí nói: thì ra ngươi là con gà rừng đó. Họ cởi áo của đứa bé xuống thì thấy trên thân của đứa bé có 3 cái lồng chim. Cha của đứa bé thấy vậy thì cho phép đứa bé lạy Đại sư Pháp Trí làm thầy và xuất gia tu đạo. Pháp sư Vân Dực chuyên tâm trì tụng kinh Pháp Hoa và kiến lập một tịnh xá Pháp Hoa.
siêng năng tu hành 10 năm như một ngày. Một ngày nọ, chợt có một thiếu nữ cầm cành hoa dãy và nâng lên một cái giỏ, trong đó có một cái đầu heo trắng và 2 củ tỏi. Cô ta xin ở lại một đêm. Pháp sư Dân Dực kiên quyết cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cô ta nhất quyết không đi. Pháp sư Dân Dực phải cho cô ta ở trong phòng trên đống cỏ một đêm. Vào lúc nửa đêm, cô ta hốt nhiên vừa khóc vừa la, rên rỉ kêu đau bụng, yêu cầu pháp sư vì cô ta mà bắt ma. Pháp sư thấy tình trạng nghiêm trọng, cho nên dùng tích trượng bắt ma ở bụng của cô ta, khiến cho cô ta bình phục. Sau khi trời sáng, thì thấy cô ta mặc xiêm y màu hoa lục, đằng vân mà đi, hóa thành mây ngũ sắc. Đầu heo trắng nhỏ đó đã biến thành con voi trắng, 2 củ tỏi thì biến thành 2 đóa hoa sen. Một đóa hoa sen con voi ngự lên, còn đóa hoa sen kia thì thấy Bồ Tát Phổ Hiền ngự lên và còn nói: mấy ngày nữa thì ngươi có thể đến pháp hội của ta, cho nên trước hết ta phải đến thử trình độ tu hành của ngươi, quả nhiên không sai, ngươi có thể làm quyến thuộc của ta. Lúc đó trong hư không phóng ra luồng quang minh rất cát tường. Hoàng đế thấy được luồng quang minh này, trong tâm rất hoan hỷ, bèn kiến tạo một ngôi chùa Pháp Hoa rất lớn. Gà rừng nghe kinh còn có cảm ứng như thế. Chúng ta là thân người, đừng bỏ qua cơ hội tu học pháp di diệu thâm sâu này. Vào thời vua Lương Dọa Đế, có một vị tỳ kheo ni tên là Đạo Kỳ, biệt hiệu là Tổng Trì, là đệ tử lớn của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Ở một mình trong túp lều tranh, chuyên tâm trì tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi qua đời thì tín đồ mai táng ở ngoài túp lều tranh. 7-8 năm sau, dưới mộ tự nhiên mọc lên một đóa hoa sen xanh. Hoàng đế nghe được tin này, bèn sai người đào mộ lên xem thử hoa sen từ đâu mọc lên, thì phát hiện hoa sen này mọc ra từ miệng của vị tỳ kheo ni đó. Thật là chuyện kỳ lạ. Do đó, chứng minh tụng trì kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn. Lại có một vị tỳ kheo ni tên là Hoa Thủ. Mỗi khi vị sư cô này tụng một biến kinh Pháp Hoa thì trên tay hiện ra một đóa hoa sen. Do đó, hai tay đều mọc đầy hoa sen. Hoàng đế nghe được tin này, bèn truyền gọi đến phong cho pháp hiệu là Hoa Thủ. Nếu có cơ hội nghe được kinh Pháp Hoa, cho đến một câu kinh, một bài kệ hoặc danh hiệu người trong kinh Pháp Hoa, thì đều có căn lành lớn, bằng không thì chẳng vào được pháp môn này. Có một vị pháp sư tên là Pháp Vân, khéo diễn giảng kinh Pháp Hoa, biện tài vô ngại, theo lời phát nguyện mà đến độ hóa tất cả chúng sinh. Lúc đó có một vị hòa thượng rất kính ngưỡng đức hạnh của vị pháp sư này, bèn phát nguyện như vậy: tôi muốn đời đời kiếp kiếp đều có tướng tốt như vị pháp sư này, biện tài vô ngại và xuất đại nguyện. Đêm đó, sau khi vị này phát nguyện rồi, thì mộng thấy có người nói với ông ta: đại sư Pháp Vân vào thời Phật Nhiên Đăng đã bắt đầu diễn giảng kinh Pháp Hoa, chẳng phải một sớm một chiều mà thành tựu như thế. Nếu bạn muốn được biện tài vô ngại như ông ta, thì phải hạ thủ công phu một phen. Do đó, có thể biết kinh Pháp Hoa 10.000 vạn kiếp khó gặp được, khó thấy, khó có thể nói pháp môn di diệu này. Kinh văn. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ, xa trông thấy con, thân thể ốm gầy tiều tụy, phần đất bụi bặm dơ giấy chẳng sạch. Ông bèn cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng và đồ trang sức,
lại mặc đồ thô rách chỉnh dơ, bụi bặm lắm thân, tay phải cầm đồ hút phân, bộ dạng đáng nể sợ. Giảng giải, lại nghĩa là trịnh trọng. Ngày là thời gian hoặc trí huệ. Khác, người Nhĩ Thừa dùng quyền giáo làm giáo lý của mình, còn thật giáo thì cho rằng giáo lý của kẻ khác. Ông ở trong cửa sổ, ý nói Phật chẳng đứng ở cửa giữa mà đứng ở kế bên. Nói tóm lại, Phật vì giáo hóa người Nhị Thừa mà tạm thời chẳng đứng ở trung đạo, xa trông thấy con bỏ pháp lớn. Ốm, chẳng có đại trí huệ. Gầy, phước lực chẳng đủ. Họ chẳng hiểu rõ Đức Phật Ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, cho nên thân thể ốm gầy. Tiêu tụy, bên trong sở vô thường, còn bên ngoài gặp năm ấm tám thứ khổ. Bốn trụ trần là phần đất, vô minh phiền não là bụi bặm. Có bụi bặm vô tri này và bốn trụ trần ràng buộc, kiến từ hai hoặc chưa dứt, tâm phan duyên không ngừng, cho nên nói giờ giấy chẳng sạch. Người xuất gia tu đạo cẩn thận, không nên mượn tiền người khác hoặc nghĩ muốn được người khác cúng dường, đó là tâm niệm chẳng trong sạch, là điều dơ giấy chẳng sạch. Nên lấy tông chỉ, dù chết lạnh chẳng phan duyên, dù đói chết chẳng quá duyên, dù nghèo chết chẳng gian này, làm bổn phận của người xuất gia. Bồ Tát Di Đà từng phát nguyện rằng, nếu có ai tu được ba phần đức hạnh thì có bảy phần cảm ứng. Khi tôi còn trẻ thì từng gặp người du khống phỉ bán và hết lương thực mấy ngày, song chưa gì gặp hoàn cảnh khó khăn này mà giải đãi tu hành, cho nên được cảm ứng Bồ Tát Di Đà vì tôi giải trừ đủ thứ chướng ngại. Ông bèn cởi chuỗi ngọc các thứ, dụ cho báo thân và ứng thân vô lượng công đức của Phật. Phật chẳng muốn gã cùng tử sợ hãi, cho nên ẩn 32 tướng và 80 vẻ đẹp, mà hiện thân tướng tỳ kheo già, cao 1 trượng 6. Cho nên nói, cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng và đồ trang sức mà mặc đồ thô rách chỉnh dơ. Thô ẩn tàng thân lô xá na ngàn trượng, mà hiện thân cao 1 trượng 6. Rách tức sinh nhẫn và pháp nhẫn. Người hữu lậu có phiền não, hữu vi, nên nói là bụi bặm lắm thân. Tay phải dụ cho dùng pháp quyền xảo phương tiện giáo hóa hàng Nhị Thừa. Đồ hút phân dụ cho pháp môn đối trị kiến hoạt và tư hoạt. Tự dùng pháp này đoạn sạch các hoạt mà được thành Phật đạo. Hơn nữa, lại dùng pháp này để giáo hóa người, cho nên gọi là cầm. Bộ dạng đáng nể sợ. Phật vì giáo hóa chúng sinh nên có khi thị hiện tướng sợ hãi sinh tử. Hôm nay kể lại chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. Một ngày nọ, vua Lưu Ly khởi tâm sân hận, muốn giết dòng họ Thích, song chẳng có binh quyền. Có một ông quan tên là Hảo Khổ khuyên vua giết cha đoạt binh quyền. Hưng binh đến nước Ca Tỳ La vậy, giết hết dòng họ Thích trong 7 ngày đêm. Lúc đó, các vị đệ tử lớn thỉnh Phật cứu, nhưng Phật im lặng chẳng nói, mà đầu của Phật cũng đau 3 ngày. Tôn giả Mục Kiền Liên không đành làm ngơ, mời cứu 500 người bỏ vào bình bát, mang đến hư không. 7 ngày sau lui binh thì 500 người đều biến thành máu. Các vị đệ tử lớn hỏi Phật, vì nguyên nhân gì? Phật nói, trong quá khứ, có một nước nọ tên là Bổ Ngư. Nước đó vì hạn hán đói khát. Trong nước đó có một cái hồ lớn. Trong hồ có rất nhiều cá. Dân trong nước đói gần chết, mới đến bắt cá trong hồ để ăn. Nước trong hồ cạn dần,
Trong đó có ngư dương tên là Bật Ngư bị bắt lên bờ, cá nhảy vùng vẫy. Có một đứa bé thấy vậy vì thích chơi nên lấy cây gõ lên đầu cá 3 cái. Hiện tại bên mã nước Xá Vệ đến giết dần nước Ca Tỳ La vậy, tức là cá ở trong hồ xưa kia vậy. Ông Quan Hảo Khổ là thuộc hạ của ngư dương. Này nhân dân của nước Ca Tỳ La Vệ bị giết là nhân dân của nước Bổ Ngư xưa kia. Đứa bé gõ lên đầu cá 3 cái là thân ta vậy. Lúc đó, tuy ta chẳng ăn cá, này tuy đã thành Phật, vẫn bị quả báo đau đầu. Cho nên nói, nhân quả chẳng mất vậy. Phật lại nói kệ rằng, cho dù 1000 kiếp, nghiệp tạo ra chẳng mất, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo mình phải chịu. Bảo những người làm, các người phải siêng làm, chớ nên lười nghỉ, vì dùng phương tiện nên được đến gần người con. Lúc sau lại bảo, này gã nam tử, ngươi thường làm ở đây, chớ đi nơi khác nữa, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, người chớ tự nghi nan. Cũng có kẻ tớ già để sai khiến, nếu cần ta cấp cho. Người nên an lòng, ta như cha của người, chớ có sầu lo. Tại sao? Vì ta tuổi tác đã già nua, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc, chẳng có lòng khi dối, lười biếng, nóng giận, than oán. Đều không thấy ngươi có các điều xấu đó, như các người làm công khác. Từ nay về sau, ngươi như con đẻ của ta. Tức thời, ông trưởng giả bèn đặt tên cho gã cùng tử, gọi là con. Bây giờ, gã cùng tử tuy mừng gặp được việc như thế, song vẫn còn tự cho mình là khách làm công hèn. Vì vậy, nên trong suốt 20 năm thường sai hút phân. Bảo các người làm công, tức Phật vì những người tu hành diện nói pháp 4 niệm xứ. 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán thọ thị khổ. 3. Quán tâm vô thường. 4. Quán pháp vô ngã. Có rất nhiều người coi thân thể mình rất quan trọng, cuối cùng của báo trong nhà dụng có bị mất sạch, không thể thức tỉnh bổn tính của mình. Thân thể này vốn chẳng phải là chân ngã, chỉ có thể nói đây là thân thể của ta, song quyết không thể nói thân thể này tức là ta. Nếu ai quá luyến ái tham trước thân thể của mình, thì ngày càng trầm luân đọa lạc, càng thêm ngu si. Nên biết thân như cái phòng, chỉ tạm thời tá túc, chẳng phải chân tính thường trụ, hà tất quá luyến ái không xả bỏ nó đặng. Tứ niệm xứ. 1. Quán thân bất tịnh. Thân thể là vật dơ dãi nhất. Khi còn sống thì chín lỗ thường chảy ra đồ dơ bẩn. Mắt, tai, mũi đều có gàn. Cứt gáy, cứt mũi các vật nhơ nhớp. Trong miệng thì có nước bọt và đàm. Lại thêm tiểu tiện, đại tiện. Đó là chín lỗ bất tịnh. Thế mà người chẳng những chẳng thấy là bất tịnh, ngược lại còn trang điểm bên ngoài, khiến cho nó hưởng thụ thức ăn ngon, mặc đồ đẹp, mà chẳng biết con người càng tham trước hưởng thụ, thì tự tính càng ô nhiễm. Khi con người phải chết, thì chẳng mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp tùy thân. Ai làm nghiệp thiện nhiều, thì sẽ tái sinh về 3 đường lành. Còn ai làm ác, thì đọa vào 3 đường ác.
Bất cứ người nam, người nữ nào đẹp nhất trần gian, sau khi chết thì thân hình đều ghê sợ như nhau. Thân thể sinh thối rửa nát sinh dòi, cuối cùng thành một đống xương trắng, hoặc thiêu rồi thì thành tro. Bạn lại ở đâu? Ai là cha con chồng vợ? Trước mắt cúp nhục đã chẳng thật, ân ái trở thành cừu hận. Phú quý như xuân mộng, công danh tợ mây trôi. Hãy nhớ vô thường, chớ đừng chấp trước tuổi già hôi thối này. Hai, quán thọ thì khổ. Đối trị duyên thọ chấp lạc điên đảo vọng kiến. Ba, quán tâm vô thường. Do huệ lực quán chiếu này khiến cho tâm xa lìa lỗi lầm chấp thường vọng kiến. Bốn, quán pháp vô ngã. Vũ trụ vạn pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Thân thể của chúng ta do năm uẩn bốn đại hợp lại mà thành. Một khi bốn đại chẳng điều hòa, năm uẩn ly tán thì thân thể chết mất. Các pháp vốn không, cho nên nói quán pháp vô ngã. Tu bốn niệm xứ thì có thể đoạn trừ ái nhiệm chấp trước mà được giới định huệ. Các người phải siêng làm, chớ nên lười nghỉ. Dụ cho tu bốn chánh cần hay phát sinh noãn dị. Đã sinh điều ác thì khiến cho đoạn diệt, chưa sinh điều ác thì khiến cho đừng sinh. Chưa sinh điều lành thì khiến cho sinh ra, đã sinh điều lành thì khiến cho tăng trưởng. Phải luôn luôn thời khắc tu bốn chánh cần, như người dùi cây lấy lửa, phải tiếp tục nỗ lực. Một khi giải đãi thì sự lấy lửa không thành. Cho nên nói, bốn chánh cần là noãn dị trong bốn gia hạnh. Bốn gia hạnh tức noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Tu bốn chánh cần thì từ từ tiếp cận được giới chân như. Cho nên nói, được đến gần người con. Lúc sau lại bảo, dụ cho bốn như ý túc. Này là từ kinh tỉnh giác, khiến cho kẻ mê mộng tỉnh giấc. Chánh cần thuộc về trí huệ, như người nam là dương tính. Bốn như ý túc thuộc về định, như người nữ là âm tính. Đây biểu thị định huệ tương trợ mới có thể sinh trí huệ vô lậu. Người tu đạo vốn không nên có sự phân biệt nam nữ, đều nên có chí khí đầu đội trời chân đạp đất. Xuyên tu Phật đạo mới có thể phát dương Phật giáo. Ngươi thường làm ở đây biểu thị đã đạt được đỉnh vị, chớ hướng ngoại truy cầu nữa. Song phải nhẫn thọ tất cả cảnh giới nghịch. Do đó có câu: không trải một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Chớ đi nơi khác nữa, tức bảo gã cùng tự chớ theo tà hoặc tu pháp ngoại đạo vô ích nữa. Nên lấy sự chánh niệm tu thân trừ khử hữu lậu, sẽ trả thêm giá cho ngươi, biểu thị được pháp vô lậu. Tu chánh đạo như mặc áo, trợ đạo như ăn cơm, phá hủy kiến tư hai hoặc, sẽ được vô học vị, tức là thế đệ nhất vị. Những đồ cần dùng, tức y áo chánh đạo, thức ăn trợ đạo, bồn chậu dụ cho tứ thiền, gạo biểu thị sinh không trí huệ. Sinh tức chúng sinh cũng là người, cho nên cũng có thể gọi là nhân không trí. Bột biểu thị pháp không trí. Sinh không trí là thô, còn pháp không trí là tế. Gạo bột cũng có thể dụ cho chánh đạo. Người thế gian nhìn chẳng thấu, chấp người và chấp pháp, cho nên mọi thứ đều buông xả chẳng đặng, mà nơi nơi tự đi tìm phiền não. Một lần nọ, Đức Phật và các đại chúng đi thọ trai chủ cúng dường. Đại chúng đều đi đến nhà trai chủ, chỉ để lại một chú tiểu sa di trong dự tịnh xá cấp cô độc.
Lúc sau, lại có một vị cư sĩ đến, chỉ thỉnh được một chú tiểu sa di đó đi. Khi chú sa di dùng xong bữa cơm, thì trai chủ quỳ xuống thỉnh thuyết pháp. Ai biết, vị sa di đó chẳng biết thuyết pháp. Thì tình hình như vậy, bèn trốn bỏ chạy đi. Vì thời đó ở Ấn Độ, người thỉnh pháp biểu thị cung kính, đều phải năm thệ sát đất, không thể tùy tiện ngước đầu lên nhìn. Cho nên chú sa di lén trốn đi mất, mà vị trai chủ cứ chờ nghe pháp. Rất lâu mà chẳng nghe tiếng nào, mới ngước đầu lên nhìn thì lạ thật. Người cũng chẳng có, mà pháp cũng không. Tức khắc ngộ được người không, pháp không, chứng được sơ quả. Ông ta lập tức định tịnh xá kỳ hoàng để đảnh lễ chú tiểu sa di cảm tạ. Còn chú sa di thì sớm đã vào phòng khóa cửa lại, nghe tiếng gõ cửa tâm càng bối rối. Hốt nhiên cũng khai ngộ. Song thời đại mạt pháp này muốn khai ngộ chẳng phải là việc dễ dàng. Muối giấm. Muối dụ cho vô thường, tức tu quán vô thường. Giấm tức quán tất cả là khổ. Vì ăn chánh đạo, gạo và bột, nếu chẳng có muối giấm các mùi vị thì chẳng dễ gì nuốt vào. Tóm lại, nếu ai muốn tu chánh đạo cũng phải có nhân duyên tương trợ để trợ đạo. Trợ đạo tức là bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và tám chánh đạo. Bốn như ý túc còn gọi là bốn thần túc. Một, dục như ý túc, nghĩa là dục vọng gia tăng tu đạo chứng quả. Hai, niệm như ý túc, niệm niệm nhất tâm trụ vào chánh lý, tức dùng tư duy để tu thiền định. Ví như tham thoại đầu, niệm Phật là ai, hoặc bộ mặt thật trước khi cha mẹ sinh ra. Ba, cần như ý túc. Bốn, quán như ý túc. Cũng có kẻ tớ già để sai khiến. Dụ cho như ý quán hay phát thần thông, dùng thay thế chân tay, như thần thông liệt dược, cho nên nói là già. Sai khiến, trong như ý quán cũng có pháp này trợ giúp cho chánh đạo, tức thành câu giải thoát nhân, cho nên nói nếu cần sẽ cấp cho. Người nên an lòng. Dụ cho năm lực. Một, tín lực, niềm tin đủ thì chẳng khi dối. Hai, tinh tấn lực, tinh tấn nên không giải đãi. Ba, niệm lực, niệm niệm trụ nơi chánh lý, cho nên không sân hận. Bốn, định lực, có định lực thì không hận. Năm, huệ lực, trí huệ đủ thì chẳng sinh oán. Nếu được năm căn thì sẽ bền vững khó hoại. Đây là nhẫn gì vậy? Ta như cha của ngươi. Phật vốn là cha lành của tất cả chúng sinh, song vì chúng sinh mê muội, chẳng biết mình tương lai cũng sẽ thành Phật, cho nên Phật nói chớ sầu lo nữa. Vì sao? Tại sao? Tuổi tác của ta đã già lớn. Phật đã viên mãn đầy đủ trí đức và đoạn đức, còn hàng thanh văn chưa có trí đoạn hai đức, cho nên nói mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường tu năm lực, bốn chánh cần, bốn như ý túc, cho nên chẳng có khi dối dại đãi, sân hận, than oán các tật xấu như người làm cơm khác, tức chẳng tu ngoại đạo các khổ hạnh vô ích. Từ nay về sau, ngươi giống như con đẻ của ta. Bèn đặt cho cái tên Thế Đệ Nhất Vị, tên là con, tức chuyển phàm thành thánh. Kinh A Hàm có nói về năm loài con là Tứ Quả và Bích Chi Phật. Bấy giờ gã cùng tử tuy mừng gặp được việc như thế, song vẫn còn tự cho mình là khách làm công hàng. Lúc này người nhị thừa
tuy gặp được pháp duyên đại thừa, nhưng chẳng biết mình có thể sẽ thành Phật để tiếp nối dòng dõi Phật. Cho nên nói, tự cho mình là khách làm công hàng. Song tu pháp quyền giáo mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Hốt phân kiến, từ hai hoặc, đây có thể giải thích là vô ngại giải thoát. Trong sự tư duy, vô ngại có 9 loại. Riêng giải thoát cũng có 9 loại, lại thêm vào một kiến đế và một vô ngại, hợp lại thành 20. Cho nên nói trong 20 năm thường sai hốt phân. Kinh văn. Sau đó, tâm của gã cùng tử tin dần, ra vào chẳng ngại sợ, nhưng chỗ gã ở vẫn nguyên chỗ cũ. Giảng giải. Sau đó, khi người nhị thừa trừ kiến tư hai hoặc rồi, đã tạm tin pháp đại thừa, chẳng khởi nghi hoặc phỉ báng, cho nên nói tâm tin dần dần. Nghe pháp đại thừa gọi là vào, thấy thân Phật cao 1 trượng 6 nói pháp tiểu thừa gọi là ra. Ra vào đại tiểu này tuy chẳng nghi nan, song vẫn bảo đại thừa là việc Bồ Tát, chẳng phải trí huệ năng lực của mình sánh kịp, mà chẳng chịu hồi tiểu hướng đại, cho nên gọi là vẫn còn ở chỗ cũ. Tuy Phật có đại bi nguyện lực muốn cứu vớt tất cả tội khổ chúng sinh, chỉ vì chúng sinh tự cam chịu đọa lạc, không chịu thoát ly, cho nên Phật vừa bắt đầu diễn nói kinh Pháp Hoa thì có 5.000 tỳ kheo rút lui. Do đó, có thể thấy chúng sinh khó độ, mê các trần lao, tính điên đảo, cho đến Phật Bồ Tát cũng cảm thấy khó độ chúng ta, chúng sinh đáng thương này. Đó chẳng phải rất đáng thương xót chăng? Kinh văn. Đức Thế Tôn, khi đó ông trưởng giả bị bệnh, biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ chết, bảo gã cùng tử nói: Này, ta có nhiều vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy, trong đó bao nhiêu chỗ đáng lấy cho, người phải biết. Tâm ta như thế, người nên thể theo ý ta. Vì sao? Này, ta với người chẳng khác biệt, nên gắng dụng tâm đừng để mất đi. Giảng giải. Đức Thế Tôn, vị trưởng giả đó mắc bệnh, biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Có cơ duyên thì ứng là sinh, cơ hết là tạ, là chết. Nay cơ duyên giả quá, chúng sinh sắp hết, nên vào niết bàn. Vàng biểu thị trung đạo, bạc biểu thị chân lý, đủ thứ pháp môn đều là châu báu. Kho tàng tràn đầy, dụ cho tất cả thiền định trí huệ, chẳng có thiếu khuyết, trong đầy ngoài tràn. Trong đó bao nhiêu, tức Bát Nhã quảng lược hai môn. Bồ Tát hành Bát Nhã nên biết tướng quảng lược. Lược tức là ít, quảng tức là nhiều. Chỗ đáng lý cho, tự mình tu hành là lấy, còn giáo hóa kẻ khác là cho. Chỗ đáng lý lấy và đáng cho, ngươi đều phải biết. Tâm ta như thế, Phật lấy Bát Nhã làm tâm. Tâm, Phật, chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt. Ngươi nên thể theo ý ta, khiến cho đồng ngã thể pháp không vậy. Nay ta với ngươi chẳng có khác biệt. Nay những gì ta có đều phó thác cho ngươi. Hiện tại ngươi và ta đã không khác, nên gắng dụng tâm chiếu cứ, chớ quên lời nói của cha, đừng làm cho mất đi Pháp Bồ Tát Đạo. Kinh văn. Khi ấy, gã cùng tử liền thọ nhận lời dạy bảo, biết các của cải vàng bạc châu báu và các kho tàng, mà chẳng có ý muốn lấy chừng bữa ăn. Song chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm hạ liệt vẫn chưa bỏ được.
giảng giải. Lúc đó, hàng nhị thừa lãnh thọ giáo lý đại thừa và trí huệ công đức của Phật, tâm lượng tạm rộng lớn, song vẫn ở tại cảnh giới nhị thừa, chưa bỏ được tâm hà liệt. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết con ý chí tạm thông thái, thành tựu chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương đại thần, sát đế lợi cư sĩ. Khi đã hội đến đông đủ, ông bèn tuyên bố rằng: các vị nên biết, người này là con ta, do ta sinh ra trong thành nọ, bỏ ta trốn đi lang thang, khốn khổ hơn 50 năm. Nó dùng tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, ôm lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó. Nó thật là con ta, ta thật là cha của nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là con của ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Lại trải qua ít lâu sau, từ thời A Hàm đến thời Pháp Hoa, sau khi Phật thành đạo, trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, như mặt trời mọc chiếu vùng cao nguyên. Kể đó nói kinh A Hàm, như mặt trời sau đó chiếu thung lũng, song lúc ấy cũng đều chiếu vùng núi cao. Cho nên Phật ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm, vì Pháp thân đại sĩ nói Pháp, độ đại Bồ Tát. Còn ở thời A Hàm Phương Đẳng, thì Bồ Tát cũng đến Pháp hội để làm ảnh hưởng chúng. Thời Bát Nhã thì phải hồi tiểu hướng đại, hàng nhị thừa chuyển làm đại thừa. Thời này Phật muốn đem gia nghiệp phó thác cho đệ tử, song vẫn chưa thực hành. Đến hội Pháp Hoa mới chánh thức phó thác cho đệ tử. Cha biết ý của con tạm thông thái, dụ cho Phật sau thời Bát Nhã vừa nói kinh Vô Lượng Nghĩa, thì hàng nhị thừa bèn nghe dùng từ một pháp sinh vô lượng pháp, đều suy tư vô lượng các pháp lý nên trở về một pháp. Tư duy như thế dần dần thông thái, cho nên được cơ duyên đại thừa phát sinh. Do đó nói tự chê tâm ngày trước. Đến lúc sắp chết, Đức Như Lai chẳng còn bao lâu sẽ vào Niết Bàn, quá duyên đã hết. Những người đáng độ đều đã độ xong, cho nên vào Niết Bàn. Chính là chỉ thời Pháp Hoa vậy. Ông gọi người con đến, tức là hai vạn ức người được Phật giáo hóa đều dân tập đến. Thân tộc biểu thị Pháp thân của Bồ Tát trong mười phương đến Pháp hội này làm ảnh hưởng chúng. Quốc vương, tất cả tìm đúng, Tam Tạng 12 bộ kinh, đương cơ đều được lợi ích. Mỗi bộ đều khác nhau, đều là đệ nhất. Đẳng giác Bồ Tát là đại thần, thập địa Bồ Tát là sát đế lợi, 30 tâm Bồ Tát là cư sĩ. Ông trưởng giả ở trong pháp hội này tuyên nói rõ hàng nhị thừa thật là con đẻ của ông, do ông sinh ra. Biểu thị gã cùng tử đã được Phật giáo hóa, tạm phát bồ đề tâm. Gã cùng tử này xưa kia ở trong thành nọ, bỏ pháp đại thừa mà trốn vào sinh tử, trôi nổi lang thang trải qua sáu nẻo luân hồi khốn khổ, tức một mình nghèo khổ, cho nên nói hơn 50 năm. Do đó, Phật ôm lòng lo lắng tìm kiếm, thường tìm cơ duyên để hóa độ. Bỗng ở nơi căn nhà này được cảm ứng đạo giao, toại tâm mãn nguyện, dùng pháp quyền xảo phương tiện để độ, truyền trao pháp lớn, phó thác gia nghiệp. Cho nên nói, nay ta có hết thảy tất cả của cải, đều là con ta có. Của cải tức là đại thừa vạn đức vạn hạnh. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Xưa kia Phật nói pháp tiểu thừa,
nay đã quy vào Pháp Đại Thừa, hồi tiểu hướng đại. Tóm lại, hàng nhị thừa đã biết kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, cho đến Pháp Hoa Niết Bàn. Kinh văn: Đức Thế Tôn khi ấy gã cùng tử nghe cha nói như thế, bèn rất vui mừng, được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: Ta dụng chẳng có lòng mong cầu, nay kho tàng châu báu này tự nhiên mà đến. Giảng giải: Đức Thế Tôn khi gã cùng tử được Phật thọ ký, vui mừng tin nhận, được điều chưa từng có. Ta dụng chẳng có tâm hành Bồ Tát Đạo làm Phật tử, nay sao lại gặp được nhân duyên thù thắng này. Nghe Phật khai quyền hiển thật, pháp bảo diệu thừa này, như kho tàng châu báu tự nhiên mà đến. Kinh văn: Đức Thế Tôn, ông trưởng giả giàu có, tức là Đức Như Lai, chúng con giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Đức Thế Tôn, chúng con vì ba sự khổ nên ở trong sinh tử, chịu các sự nhiệt não, mê hoặc vô tri, ưa thích các pháp nhỏ. Giảng giải: Đức Thế Tôn, ông trưởng giả giàu có, tức là Đức Như Lai, Bồ Tát là chân tử của Phật, còn hàng nhị thừa tuy đã hành Bồ Tát Đạo mà chẳng tự biết, cho nên nói giống như con. Đức Như Lai xem chúng sinh như con một. Chỉ vì chúng sinh xả bỏ pháp lớn thành Phật mà ưa thích pháp nhỏ, mê hoặc vô tri, cho nên ở trong biển khổ sinh tử, ở trong nhà lửa tam giới, chịu sự bức bách nhiệt não của lửa năm uẩn, nhận giặc làm con, bỏ giác hợp trần. Ba khổ: một, thân thể vốn có đủ thứ khổ gọi là khổ khổ. Hai, thân thể từ từ suy nhược gọi là hoại khổ. Ba, nghiệp giận thiên lưu gọi là hành khổ. Kinh văn: Ngày nay Đức Thế Tôn khiến cho chúng con suy nghĩ dọn trừ phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong sự siêng gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn giá một ngày. Đã được đây rồi, tâm rất hoan hỷ, tự cho đã đủ, bèn tự bảo rằng: Ở trong Phật Pháp, do siêng năng tinh tấn nên được rộng nhiều. Song Đức Thế Tôn trước biết chúng con tâm hèn tệ, ưa thích pháp nhỏ, liền khiến cho chúng con buông bỏ. Phật chẳng phân biệt, nói chúng con sẽ có phần bảo tàng tri kiến của Như Lai. Giảng giải: Hôm nay ở trong hội Pháp Hoa, Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ngộ. Biết sở tu tập pháp nhỏ trước kia đều là các pháp hí luận, cho nên nay muốn trừ khử. Chúng con vì sợ sinh tử vô thường các thứ khổ mà siêng tinh tấn tu đạo, chỉ vì được giá Niết Bàn một ngày, được chút ít quả vị thiên chân Niết Bàn, bèn tự cho là đủ. Song Đức Thế Tôn sớm đã biết chúng con tham trước năm dục thô tệ, ưa thích pháp nhỏ, cho nên chẳng phân biệt diện nói Pháp Đại Thừa, khiến cho buông bỏ tu tập pháp nhỏ, xả nơi Đại Thừa giáo hóa. Còn tuyên nói chúng con đều có trí huệ công đức bảo tàng tri kiến của Như Lai. Kinh văn: Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được giá Niết Bàn một ngày, cho đã được nhiều rồi. Đối với Pháp Đại Thừa này chẳng có chí cầu. Chúng con là vì trí huệ của Như Lai, vì các Bồ Tát mở bày diện nói, mà tự mình chẳng có chí muốn nơi Pháp đó. Tại sao? Vì Đức Phật biết chúng con tâm ưa thích Pháp nhỏ, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con để nói,
mà chúng con chẳng biết thật là con của Phật. Giảng giải. Đức Thế Tôn từ bi dùng pháp quyền xảo phương tiện diện nội pháp thâm sâu trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật nghe pháp tu hành được tiểu niết bàn, bèn cho đã được đại niết bàn, chẳng muốn tấn tu pháp hòa viên đốn đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề cho rằng các ngài hay vì các đại Bồ Tát nói pháp đại bát nhã hoàn toàn là trí huệ thần lực của Phật Gia Bị, mà chẳng biết mình vốn có hạt giống Bồ Tát cũng diện nói được pháp lớn. Cho nên nói chúng con chẳng biết thật là con của Phật. Kinh văn. Nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật chẳng có lận tiếc. Tại sao? Vì thuở xưa thật là con của Phật, nhưng lại ưa thích pháp nhỏ. Nếu chúng con có tâm thích pháp lớn, thì Phật sẽ vì chúng con nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói nhất thừa, mà xưa kia ở trước các Bồ Tát, Phật chê trách hàng thanh văn ưa thích pháp nhỏ. Song Đức Phật thật dùng đại thừa giáo hóa, cho nên chúng con nói vốn chẳng có tâm mong cầu, mà nay châu báu lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ con của Phật đáng được, đều đã được vậy. Giảng giải. Hôm nay chúng con mới biết Phật dùng đại từ bi vốn muốn giáo hóa chúng sinh pháp đại thừa, chỉ vì chúng sinh căn tính hạ liệt ưa thích pháp nhỏ, cho nên Phật thuận theo căn cơ mà diễn nói quyền pháp. Hiện nay chúng con đã biết xưa kia từng thọ Phật giáo hóa dùng đầy đủ hạt giống đại thừa, cho nên phát tâm ưa thích đại thừa. Mà Phật là vì chúng con khai quyền hiển thật, diễn bày duy nhất một Phật thừa mà chẳng có thừa nào khác. Thuở xưa ở trong hội Phương Đẳng Bát Nhã, Phật ở trước các vị Bồ Tát chê trách hàng tiểu thừa là tiêu nha bại chủng. Chúng con dùng chẳng có tâm mong cầu Phật Pháp, nay ở trong hội này châu báu lớn vô thượng, tức tất cả Phật Pháp của đấng Pháp Vương tức Như Lai chẳng cầu mà tự đến, như sở đắc Pháp của các Bồ Tát. Chúng con hôm nay đều đã được thanh văn duyên giác Bồ Tát ba thừa. Hiện nay ở trong pháp hội này đều quy về một Phật thừa, tự nhiên mà được. Kinh văn. Bấy giờ, ngài Mahakajip muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: Chúng con hôm nay nghe tiếng Phật dạy, vui mừng hớn hở, được chưa từng có. Phật nói thanh văn sẽ được thành Phật, kho báu vô thượng, chẳng cầu tự được. Ví như đồng tử, thơ bé chẳng hiểu, bỏ cha trốn đi, xa đến xóm khác, lang thang các nước hơn 50 năm. Người cha buồn nhớ, tìm khắp bốn phương, tìm kiếm mỏi mệt, ở lại một thành, tạo lập nhà cửa, năm dục tự vui. Nhà đó giàu lớn, nhiều cát vàng bạc, xa cừ mã não, trân châu lưu ly, voi ngựa, trâu dê, kiệu cán, xe cộ, ruộng vườn, tôi tớ, nhân dân rất đông. Lợi tức xuất nhập, khắp đến nước khác, khách thương buôn bán, không đâu chẳng có. Ngàn vạn ức chúng, dây quanh cung kính,
được bậc vua chúa thương yêu nhớ tưởng, quần thần hào tộc cũng đều tôn trọng. Vì bởi duyên ấy, nhiều người lui tới, giàu sang như thế, có thế lực lớn. Giảng giải. Chúng ta hàng Thanh Văn, hôm nay được Đức Phật thọ ký, cho nên hoan hỷ hớn hở, được chưa từng có. Diệu pháp vô thượng không cầu mà tự được. Vì như đồng tử vô tri chẳng hiểu, bỏ cha trốn đi, lang thang các nước, dụ cho luân hồi ở trong nhà lửa tam giới hơn 50 năm, biểu thị năm đường: trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Atula tức ở trong năm đường này. Người cha buồn nhớ, tìm khắp bốn phương, tức quán bốn loài sinh: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh, ở lại một thành, dụ cho Đức Phật ở tại thế giới này cứu độ chúng sinh, lại qua nước khác mà thị hiện nhập Niết Bàn. Tạo lập nhà cửa, tạo nhà từ bi, lập phòng tính không. Năm dục tự vui, thọ dụng thắng diệu năm trần, gọi là tính pháp lạc. Lương do Phật cư phương tiện, là thật báo cũng là tịch quang. Thường tịch quang mới thường hành biến chiếu tất cả các hữu tình, tìm cơ mà độ. Vua dụ cho pháp thân của Phật và thân tự thọ dụng. Phật là đấng pháp dương, cho nên thường được chư Phật hộ niệm. Quần thần hào tộc biểu thị pháp thân đại sĩ. Nhiều người lui tới, dụ cho mười phương Bồ Tát tới lui nghe pháp. Kinh văn: mà tuổi già nua lại buồn nhớ con, sớm tối nghĩ ngợi, giờ chết sắp đến, con dạy bỏ ta, hơn 50 năm, kho tàng của cải, phải làm sao đây? Giảng giải. Mà tuổi già nua, dụ cho Đức Phật tuổi đã cao, sẽ chấm dứt việc giáo hóa chúng sinh, càng thêm buồn nhớ gã cùng tử. Ngày đêm suy nghĩ nhớ đến con, mà con dạy tức là hàng nhị thừa, xa cách Phật địa hơn 50 bậc. Ở trong năm đường, tất cả pháp tài bảo tàng làm sao để giao phó? Ai ai cũng đều có sinh tử, lại sợ nơi sinh tử, song chẳng biết tu tập Phật pháp để ra khỏi sinh tử, thật là đáng thương xót. Xưa có ba ông già rất tâm đầu ý hợp, nên thường tụ lại với nhau. Ông già lớn tuổi nhất đã 80 tuổi, kế đến là ông già 70 tuổi, còn ông già kia là 60 tuổi. Vào dịp cuối năm thì ba vị này tụ lại, khó tránh khỏi bùi ngùi than thở. Thời gian trôi qua chẳng bao giờ trở lại, mà tuổi đã già nua. Vị 60 tuổi nói: năm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, uống trà, nhưng chẳng biết năm tới ai sẽ ra đi. Ông 70 tuổi nghe rồi nói: này ông bạn, bạn nói xa quá. Tối nay lên giường, chúng ta cởi giày cởi vớ ra, sáng mai không biết có còn mang trở lại hay chăng. Ông già 80 tuổi nói: bạn nói cũng quá xa, khi chúng ta thở vào không biết có thở ra nữa hay không. Trong ba người này, người già nhất là người thông minh nhất, hiểu rõ đời người vô thường, mỏng manh nơi hơi thở. Song người lanh lợi nhất chẳng bằng người tu đạo tức thời niệm Phật. Hoặc là bạn hoài nghi, làm như thế thì không chết sao? Không nhất định là không chết. Vậy niệm Phật có ích gì? Tuy nhiên, người tu đạo niệm Phật không thể tránh khỏi sự chết chóc. Nhưng diệu ở chỗ, làm thế nào để chấm dứt sự chết? Lúc chưa tu đạo thì sinh mạng ở nơi hơi thở,
ở trong sự tu đạo chuyên cần, dụng công có thành quả rồi, thì hơi thở tự như đến đi tự do. Tuy có sinh tử mà chẳng có sinh tử. Nếu muốn sinh về thế giới cực lạc, cho đến tất cả mười phương thế giới đều được toại tâm như ý. Kinh văn: khi ấy cùng tử tìm cầu cơm áo, xóm này xóm khác, nước này nước nọ, hoặc có chỗ được hoặc có chỗ không, đói khát ốm gầy, thân sinh ghẻ lác, lần lượt trải qua đến thành cha ở. Giảng giải: lúc đó gã cùng tử vì cầu cơm trợ đạo, áo chánh đạo mà trôi nổi lang thang từ xóm này qua xóm khác, từ nước này qua nước nọ. Đây là biểu thị 12 xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý 6 căn, nhiễm trước sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần và 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Mắt thấy sắc thì nhãn thức bèn khởi phân biệt tốt xấu, tai nghe âm thanh thì nhĩ thức cũng khởi phân biệt tác dụng, cho đến tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng lại như thế. Gặp việc thì phân biệt, đối cảnh thì tâm mê muội, hoặc có chỗ được, biểu thị căn lành hữu lậu, hoặc có chỗ không, biểu thị căn lành vô lậu, tức đã đoạn trừ sinh tử mà vào niết bàn. Chân như niết bàn, vốn vô sở đắc. Sinh tử tức niết bàn, niết bàn tức sinh tử, cho nên gọi là có chỗ không. Chẳng có pháp hỷ đại thừa là đói khát, chẳng có lực dụng là gầy, chẳng có công đức lớn là ốm. Mê hoặc về chân lý mà khởi kiến hoặc là thân sinh ghẻ lác. Kiến hoặc là gì? Tức là đối cảnh khởi tham ái. Đối cảnh chẳng nhận thức, thường bị cảnh giới lay chuyển. Kiến hoặc là do vô minh khởi lên. Nếu không phá trừ vô minh thì không thể trừ được tham ái, chấp trước, khiến cho chúng sinh lưu chuyển. Do mắt thấy mà tâm khởi phân biệt tốt, xấu, phải trái, dài ngắn. Cứ dùng các vọng tưởng, tư tưởng chẳng thật, cho nên có điên đảo. Thế mà một số người đều lấy đó làm tâm tính, do đó mà bỏ gốc tìm ngọn, mê nơi bổn tính. Kinh văn: lần lượt làm thuê, bèn đến nhà cha. Lúc đó trưởng giả đang ở trong nhà, văn màn báo lớn, ngồi tòa sư tử, quyến thuộc dây quanh, nhiều người hầu hạ, có người tính toán vàng bạc châu báu, tài sản xuất nhập, ghi vào sổ sách. Cùng tử thấy cha giàu sang quý trọng, bảo rằng là vua hoặc bằng ông vua, kinh hãi tự trách: sao lại đến đây? Lại tự nghĩ rằng: nếu ta ở lâu sẽ bị ép buộc, cưỡng sai ta làm. Suy nghĩ vậy rồi bèn bỏ chạy đi, hỏi thăm xóm nghèo, muốn đến làm thuê. Giảng giải: khi gã cùng tử đi khắp nơi làm thuê làm mướn để nuôi thân, lần hồi đến nhà cha của gã. Kinh văn ở trước nói: người cha đứng bên cửa sổ, chẳng đứng ở cửa giữa. Còn đây thì nói ông trưởng giả ở trong nhà, biểu thị được cả hai nơi đại thừa và nhị thừa. Lúc đó gã cùng tử thấy người cha ở trong màn báo, ngồi ở trên tòa pháp vương, pháp thân đại sĩ và các bồ tát đều dây quanh. Có người tính toán vàng bạc châu báu, bồ tát hạnh nguyện đếm tính nhiều việc rõ ràng, cho nên gọi là tính toán. Tài sản xuất nhập, ghi chép sổ sách, dùng quản hiển lược là ghi. Thọ quyết
là chép, bốn hoằng thệ nguyện là sổ, tu hành là sách. Bốn hoằng thệ nguyện là: 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu ai phát được bốn hoằng thệ nguyện này thì đã ghi thành Phật đạo. Gã cùng tử thấy cha giàu sang cao quý, tôn nghiêm chẳng gì sánh bằng, cho nên bèn nghĩ rằng đây là vua chăng, hoặc là bậc đồng với vua. Do đó kinh hãi, nghi hoặc, tự trách không nên đến chỗ này, lại nghĩ rằng nếu ở đây lâu thì sợ bị ép tu pháp đại thừa, cho nên không dám ở lại lâu, bèn chạy bỏ đi đến xóm nghèo tu pháp tiểu thừa. Kinh văn: lúc đó trưởng giả tại tòa sư tử xa thấy con mình yên lặng nhớ biết, bèn sai sứ giả đuổi theo bắt lại. Cùng tử sợ la xỉu ngã xuống đất: người này bắt tôi chắc sẽ phải chết, cũng vì cơm áo khiến tôi đến đây. Trưởng giả biết con ngu si hèn hạ, chẳng tin lời ta, chẳng tin là cha. Giảng giải: lúc đó Đức Phật ngự trên tòa sư tử, nhìn xem thì nhận ra gã cùng tử đứng ở xa, song chưa từng nói với ai về việc này, bèn ra lệnh cho Bồ Tát theo đuổi bắt lại, mang đến trước Đức Phật. Nhưng gã cùng tử căn tính hạ liệt, nghe được pháp đại thừa bèn sinh lòng sợ hãi, lại sợ sinh tử, như là trí nhỏ chẳng hiểu giáo lý đại thừa, cho nên nói là xỉu ngã xuống đất. Ông trưởng giả biết con mình ngu độn, kiến thức hẹp nhỏ, tức không tin lời thật nói thẳng, cho nên vì thật thí quyền khai diễn pháp nhị thừa. Có người nói đứa con bỏ trốn lúc đó còn nhỏ, mà thời gian xa cách mấy mươi năm, cho đến ngày hôm nay cha con mới gặp lại, lẽ ra thấy mà chẳng biết, thế mà cha lại nhận ra được người con, đó là lý đương nhiên. Đây là lời chẳng hư, song những gì nói ở trong kinh Pháp Hoa, chẳng phải cha với con ở thế tục, đây là pháp xuất thế gian. Nói về thế gian, bậc làm cha tuy rất thương yêu đối với con cái, song vẫn còn có quan niệm nuôi con để nhờ về tuổi già. Đó là tâm ích kỷ, dù ít hay nhiều. Đức Phật mới là cha lành chân chánh, chẳng có chút quan niệm nào ích kỷ, thương xót tất cả chúng sinh, đem hết sức lực để giáo hóa tất cả chúng sinh, mong muốn cho họ sớm thành Phật đạo. Gã cùng tử là ai? Tức là tất cả chúng sinh, cũng là hàng nhị thừa. Các ngài tuy có mắt mà chẳng biết Đức Phật, ngược lại bỏ Phật mà đi, cuối cùng chìm đắm ở trong biển khổ, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đến chẳng rõ mà đi cũng chẳng biết. Cầu danh cầu lợi, khổ cầu được bằng tiến sĩ, thạc sĩ, song sau khi chết đi, học vấn cũng chẳng mang theo được. Sau khi đầu thai kiếp khác làm người, thì tất cả đều học lại từ đầu. Cứ như thế, cầu rồi lại mất, mất rồi lại cầu, đời đời kiếp kiếp, bị dính mắc ở trong sự được mất. Phật giáo chúng ta phải làm thế nào để liễu sinh thoát tử, biết từ đâu đến và đi về đâu? Đức Phật còn dùng đủ thứ pháp phương tiện khiến cho chúng ta ngộ biết nhân duyên đời quá khứ, mà hiểu rõ được vì sao con người có giàu có nghèo, hoặc đẹp hoặc xấu, và thấy được tất cả vạn sự vạn vật.
vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như vòng tròn 12 khoen là nhân duyên sinh tử của chúng sinh, song đáng thương xót cho chúng sinh đều bỏ cha đi, đều bỏ giác hợp trần, không muốn trở về nhà đó, là cõi thường tịch quang tịnh độ. Kinh văn: bèn dùng phương tiện sai khiến người khác mắc chột lùng xấu, chẳng có quy đức, các ngươi bảo nó rằng thuê làm mướn, hốt cát phân dơ, trả giá gấp bội. Cùng tử nghe rồi vui mừng theo về, hốt dọn phân dơ, làm sạch phòng nhà. Giảng giải: ông trưởng giả biết gã cùng tử rất hèn hạ, cho nên mới mở bài pháp phương tiện, sai khiến Bồ Tát ngụy trang làm người một mắt chẳng có quy đức đi đến để khuyên nói, chột mắt dụ cho tiểu trí thiên về không, lùng dụ cho người bất cùng thật tướng, xấu dụ cho chẳng đủ đức hạnh, chẳng có bốn vô sở úy, nên gọi là chẳng có quy. Chẳng có thường lạc ngã tịnh, nên chẳng có đức. Làm sạch phòng nhà, tức là tịnh nhà lục căn và phòng năm uẩn. Lục căn tức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Lục căn vì lục thức mà tạp nhiễm với sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp. Bỏ giác hợp trần, nhiễm trước sáu trần, không thể liễu ngộ tự tâm, mà nơi nơi bị trần cảnh sở chuyển. Tịnh sáu căn tức chuyển được thức thành trí. Tịnh quá sáu căn thì trở về nguồn cội, thấy cảnh rõ tâm, chẳng còn bị sáu trần sở chuyển, đồng thời cũng tịnh quá năm uẩn độ tất cả khổ ách. Kinh văn: trưởng giả trong cửa thường thấy con mình, nghĩ con ngu dại, thích làm việc hèn. Do đó trưởng giả mặc đồ cũ rách, cầm đồ hốt phân, đi đến chỗ con, phương tiện gần gũi, khuyên nhủ siêng làm, trả giá gấp bội, cho dầu thoa chân, ăn uống đầy đủ, nệm chiếu dày ấm, khuyên răng như dày. Ngươi gắng siêng làm, lại dùng lời dụ, ngươi như con ta. Giảng giải: ông trưởng giả biết con bỏ pháp lớn tu pháp nhỏ, ví như Đức Phật đầu tiên vì các đại Bồ Tát diễn nói kinh Hoa Nghiêm, mà người nhị thừa đều có mắt chẳng thấy pháp thân Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo pháp Diên Đốn. Cho nên Phật dùng sức phương tiện ẩn lớn hiện nhỏ, chẳng hiện thân tướng tốt ngàn trượng, nhưng hiện tướng là tỳ kheo một trượng sáu, mặc đồ cũ rách, cầm đồ hút phân. Người đáng dùng thân nhị thừa được độ thì hiện thân nhị thừa mà vì họ thuyết pháp. Phương tiện gần gũi, dùng pháp phương tiện để được gần gũi giáo hóa hàng nhị thừa. Khuyên nhủ siêng làm, khuyên là biểu thị bốn niệm xứ, nhủ là biểu thị bốn chánh cần. Trả giá gấp bội, dụ cho bốn như ý túc. Dầu thoa chân, dầu trừ gió, biểu thị thiền định. Lại hay đi nước, dụ cho thần thông. Ăn uống đầy đủ, ăn uống tức là gạo, bột, giấm, muối. Gạo biểu thị nhân không, bột biểu thị pháp không. Gạo bột hợp lại biểu thị cho chánh đạo, giấm biểu thị cho vô thường, muối biểu thị cho khổ không. Ví như người ăn gạo bột thì phải dùng muối giấm
và các vị khác mới có thể ăn được. Con đường tu hành cũng lại như thế. Nệm chiếu dày ấm, dụ cho quán luyện quân tu các thiền định. Khuyên răng như vậy, ngươi gắng siêng làm. Khuyên nhủ siêng tu bốn chánh cần, bốn niệm xứ và bốn như ý túc các pháp. Lại dùng lời êm dịu khuyên nhủ, xem gã cùng tử như con đẻ. Kinh văn: trưởng giả có trí, lần cho ra vào, suốt 20 năm, trông coi việc nhà, chỉ chỗ vàng bạc, trân châu lưu ly, các đồ xuất nhập, đều khiến cho biết, vẫn ở ngoài cửa. Trong một âm tranh, tự nghĩ phận nghèo, ta chẳng có gì. Giảng giải: Đức Phật dùng đại trí huệ dần dần khiến cho ra vào, tức là giáo hóa tất cả chúng sinh, hồi tiểu hướng đại khiến cho vào trí huệ của Phật. Suốt 20 năm trông coi việc nhà, Phật dạy Bồ Tát đoạn trừ kiến tư hai quặc. Với kinh văn ở trước nói 20 năm hốt phân đều chẳng giống nhau. Gã cùng tử tuy trông coi gia nghiệp của Như Lai được Phật truyền cho pháp tạng mà tự giữ căn cơ nhỏ nhoi, chẳng có phương tiện giáo hóa chúng sinh và tịnh hóa quốc độ. Con đường của Bồ Tát thực hành ở trong am tranh hàng nhị thừa. Kinh văn: Cha biết tâm con lần đã rộng lớn, muốn giao của cải, bèn nhóm thân tộc, quốc vương đại thần, sát lợi cư sĩ, trong đại chúng này, nói là con ta, bỏ ta ra đi, suốt 50 năm. Từ khi gặp con, đã 20 năm, xưa nơi thành nọ, mất đứa con này, tìm kiếm khắp nơi, mới đến nơi đây. Của cải ta có, nhà cửa, nhân dân, đều giao cho nó, để nó sử dụng. Giảng giải: Đức Phật biết gã cùng tử dần dần trừ ngã mạn, tâm lượng rộng lớn, cho nên muốn truyền cho pháp tạng của Như Lai, bèn nhóm họp thân tộc, quốc vương đại thần, biểu thị chúng đại Bồ Tát, sát đế lợi cư sĩ ở trong các chúng hội, tuyên bố đây là con của ta, từng bỏ ta trốn đi suốt 50 năm. Biểu thị trầm luân biển khổ sinh tử ở trong tam giới, ở trong năm đường chúng sinh. Từ khi gặp con đã 20 năm. Biểu thị người nhị thừa bỏ tiểu hướng đại, tự làm hốt phân rồi mới gọi là con, tức là chuyển sang pháp Bồ Tát mà chấp tác gia nghiệp của Như Lai, gọi là 20 năm. Xưa kia ở tại thành nọ mất đứa con này, tìm kiếm đứa con này khắp trong năm đường, mới đến ở nơi này mà bày ra quá thành. Phàm những gì ta có, gia nghiệp pháp tạng của Như Lai, đều giao phó cho nó, để cho nó tiếp tục thắp lên ngọn đèn sáng của Phật. Kinh văn: Con nhớ xưa nghèo, ý chí kém hèn, nay ở chỗ cha, được nhiều của báo, cùng với nhà cửa, tất cả của cải, rất đổi vui mừng, được chưa từng có. Phật cũng như thế, biết con thích nhỏ, chưa từng nói ra, các ngươi thành Phật, chỉ nói chúng con, được pháp vô lậu, thành tựu tiểu thừa, thanh văn đệ tử. Giảng giải: Hàng tiểu thừa ý chí hạ liệt, thủ lợi tứ quả.
Nay nghe được diệu pháp thâm sâu vô thượng, thọ ký sẽ thành Phật, được chưa từng có, vui mừng hớn hở. Phật biết tâm ý của chúng con, ưa thích pháp nhỏ, chưa từng nói các ngươi sẽ thành Phật, mà nói được các pháp trí giải thoát vô lậu, thành tựu hữu dư niết bàn, quả vị thanh văn La Hán. Kinh văn: Phật bảo chúng con, nói đạo tối thượng, ai tu pháp này sẽ được thành Phật. Con nghe Phật dạy, vì đại Bồ Tát dùng các nhân duyên, đủ thứ ví dụ, bao nhiêu lời lẽ, nói đạo vô thượng, hết thảy Phật tử theo ta nghe pháp, ngày đêm suy gẫm, tinh tấn tu tập, khi đó chư Phật thọ ký cho họ, ông ở đời sau sẽ được thành Phật. Các pháp bí tàng của tất cả Phật, chỉ vì Bồ Tát diễn nói việc thật, mà chẳng vì con nói đạo chân yếu. Giảng giải: Phật, vì đại chúng nói pháp vô thượng, ai tu tập pháp này đều sẽ thành tựu Phật quả. Con nghe Phật dạy Bồ Tát, Phật dùng đủ thứ phương tiện, ví dụ để giáo hóa, khiến cho chúng con tu chứng. Và trong thời gian đó, chư Phật đồng âm ứng chứng thọ ký Bồ Đề nói rằng: Các ngươi vô lượng kiếp đời vị lai sẽ được thành Phật. Tàng bí mật của tất cả 10 chư Phật Như Lai, chỉ vì căn cơ của Đại Bồ Tát diễn nói việc di diệu như thật, mà chẳng phải vì hàng nhị thừa nói đạo chân thật chí yếu này. Kinh văn: Như cùng tử kia được gần người cha, tuy biết mọi thứ, tâm chẳng mong cầu. Chúng con tuy nói bảo tàng Phật pháp, tự chẳng chí nguyện, cũng lại như thế. Giảng giải: Gã cùng tử được gần gũi Đức Phật, nghe pháp đại thừa, song nơi pháp chẳng tu hành, dừng nơi nhị thừa, dù có bảo tàng Phật pháp trước mắt, cũng không đắc được tơ hào pháp ích. Như nay gã cùng tử dần dần hiểu rõ pháp đại thừa, thân nhập tạng pháp của Phật. Kinh văn: Chúng con nội diệt, tự cho là đủ, chỉ rõ việc này, chẳng biết việc khác. Nếu chúng con nghe tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh, đều chẳng vui thích, đó là tại sao? Vì tất cả pháp thải đều không tịch, không sinh không diệt, không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi. Suy gẫm như thế, chẳng sinh vui thích. Chúng con từ lâu nơi trí huệ Phật, không tham, không chấp, chẳng có chí nguyện, nơi pháp của mình cho là cứu kính. Chúng con từ lâu tu tập pháp không, thoát được hoạn nạn, khổ não ba cõi, ở thân cuối cùng, hữu dư niết bàn. Pháp Phật giáo hóa, đắc đạo chẳng sai, tức đã báo đáp ân đức của Phật. Giảng giải: Đại Ca Diếp bạch Phật rằng: Chúng con nội diệt, đã diệt tư hoặc, tự cho đã đủ, thường ở trong định diệt trừ phiền não, phá trừ vô minh, ngừng nơi trí nhỏ mà chẳng ưa thích trí lớn, tịnh cõi nước Phật, hồi tiểu hướng đại, và diệt giáo hóa chúng sinh. Vì sao hàng nhị thừa chẳng tu tập pháp lớn? Vì họ chấp nơi pháp không, tự cho rằng mình đã đắc được các pháp không tịch, thì không cần giáo hóa chúng sinh. Đây là hành vi ích kỷ, chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi kẻ khác. Tất cả các pháp tính tuy là không tịch, vẫn cứu độ chúng sinh. Sự thật thì chư Phật và chúng sinh hợp hai làm một. Phật tức chúng sinh, chúng sinh tức Phật.
Hàng nhị thừa ngừng ở nơi quá thành, ví như những người này trước khi chưa xuất gia thì tinh tấn tu đạo, sau khi xuất gia rồi dần dần thối bồ đề tâm, và còn thường biện hộ cho mình: tôi đã thọ giới cụ túc, chẳng tu hành cũng chẳng quan hệ gì, mau bệnh chẳng cần lo, giải đãi lại có ngại gì. Đây là hành vi của hàng nhị thừa, được ít cho là đủ, tức chẳng lợi mình cũng chẳng lợi kẻ khác. Chúng con ở trong mê mờ, đêm dài tối tăm, chỉ biết vui nhỏ, sợ khổ cầu không, phá trừ vô minh phiền não, thoát khỏi ba cõi, trụ nơi hữu dư niết bàn, cho là cứu kính vì báo ân Phật. Song nơi trí huệ của Phật, chẳng biết trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sinh, chỉ cầu sự vui thích của riêng mình. Các vị phải thấy rõ vì sao Đức Phật thường trách hàng nhị thừa tiêu nhạ bại chủng, chẳng hành Phật đạo. Kinh văn: chúng con tuy là các hàng Phật tử, nói Pháp Bồ Tát để cầu Phật đạo, mà nơi Pháp đó tâm chẳng ưa thích. Đạo sư thấy bỏ vì thấy tâm con ban đầu chẳng siêng, nói có lợi thật như trưởng giả giàu, biết con chí hèn, dùng sức phương tiện hòa phục tâm con, sau đó mới giao tất cả của cải. Phật cũng như thế, hiện diệt ít có, biết thích tiểu thừa, dùng sức phương tiện điều phục tâm con, mới dạy trí lớn. Giảng giải: chúng con tuy là đệ tử của Phật, ở trong hội Bát Nhã, mong Phật gia bị, vì Bồ Tát nói kinh Đại Thừa, song đối với Pháp lớn, chẳng có một tâm niệm ưa thích. Đức Như Lai thấy vậy, bèn tạm bỏ Pháp lớn, chỉ nói tu tứ diệu đế, 12 nhân duyên, thì có thể chứng tứ quả La Hán. Chẳng cổ lệ chúng con tu lục độ vạn hạnh, đạo Bồ Tát mới có thể thành quả vị Phật. Vì Phật thấy tâm của chúng con chẳng mong cầu Pháp lớn vậy. Phật dùng sức phương tiện thị hiện là một vị tỳ kheo bình thường để độ hàng nhị thừa, bày pháp quyền xảo phương tiện để điều phục tâm của họ, rồi sau mới khiến cho họ vào trí huệ của Phật. Kinh văn: chúng con hôm nay được chưa từng có, chẳng phải trước mong mà nay tự được, như gã cùng tử được vô lượng báo. Thế Tôn con nay đắc đạo chứng quả nơi pháp vô lậu, được mắt thanh tịnh, chúng con từ lâu giữ giới trong sạch, mới ngày hôm nay được quả báo đó. Pháp của Pháp Vương lâu tu phạm hạnh, nay được vô lậu, đại quả vô thượng. Chúng con hôm nay thật là thanh văn, dùng tiếng Phật đạo khiến thải đều nghe. Chúng con hôm nay thật là La Hán, nơi các thế gian trời người ma phạm, khắp trong chúng nó đáng thọ cúng dường. Giảng giải: chúng con may mắn được truyền thọ mật ý, chỗ xưa kia chưa có, chẳng phải bổn tâm trước kia mong muốn, mà ngày hôm nay được Phật khai thị, tự nhiên mà được thanh tịnh Phật nhãn mà khai tri kiến của Phật. Đắc đạo tức là được đạo thật tướng, đắc quả tức là đắc vô thượng bồ đề đại thừa thánh quả, pháp vô lậu trung đạo bất lậu hai bên. Chúng con xưa kia lâu dài ở nơi vô minh, tu trì giới hạnh thanh tịnh của Như Lai, hôm nay mới được nghe Đức Phật khai quyền hiển thật. Chúng con nghe pháp của Phật như vậy, ngộ biết quả báo thành Phật chân thật. Tóm lại, giữ gìn giới thanh tịnh
mới thành chân thật nhân duyên, cho nên được diệu báo. Phạm hạnh là thành chân thật liễu nhân, cho nên được diệu quả. Sở tri sở kiến, tức là chánh nhân lý tính pháp thân đức vậy. Thật là thanh văn, thật là A-la-hán. Xưa kia, chúng con nghe tiếng nhập đạo, tên tiểu thừa thanh văn, nay là đại thừa thanh văn A-la-hán, viên mãn sơ trụ dị, một phần chân. Tất cả phần chân, tức là phân chứng thập giới tam đức, song đó là khai quyền hiển thật, cho nên gọi là thanh văn A-la-hán. Ở trong tam giới, chư thiên loài người ma dương phạm dương, ở trong khắp đại chúng trời người, vì tu trí huệ của Như Lai, đều đáng thọ nhận sự cung kính cúng dường. Thân làm người xuất gia, không được vì lợi dưỡng mà tùy tiện tiếp thọ sự cúng dường của thí chủ. Phải biết, nếu như ba tâm chưa đoạn, thì một giọt nước cũng khó tiêu. Trong kinh có nói, tam tâm bất khả đắc. Tam tâm là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Quá khứ đã thành quá khứ, cho nên bất khả đắc. Tâm hiện tại trong sát na thành ra quá khứ, vô thường. Vị lai thì chưa đến, cho nên nói là bất khả đắc. Người xuất gia nếu ba tâm chưa thấu rõ mà tiếp thọ sự cúng dường của thí chủ, đừng nói đến cơm ăn khó tiêu, dù chỉ một ly nước sạch cũng khó tiêu. Khi ăn thì quán tưởng ngũ quán, người chân tu thì dù thép cũng tiêu quá được. Ngũ quán là: một, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nghĩa là tính xem công đức của mình nhiều hay ít, thức ăn đó từ đâu đến. 2. Thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, nghĩa là xem đức hạnh của mình đủ hay thiếu, có đáng thọ lãnh sự cúng dường chăng. 3. Phòng tâm ly quá tham đẳng di tông, nghĩa là phòng ngừa tâm tạo tội lỗi, tham lam là gốc. 4. Chánh sự lương dược di liệu hình khô, nghĩa là thức ăn như thuốc hay chữa trị sự khô héo. 5. Di thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực, vì thành đạo nghiệp mới thọ thức ăn này. Phòng tâm ly quá tham đẳng di tông biểu thị bất cứ là thức ăn ngon dở chẳng phân biệt, không tham trước, một luật bình đẳng đều thọ chung. Chánh sự lương dược di liệu hình khô, vì trừ tham dục cho nên quán tưởng thức ăn như uống thuốc để thân thể này khỏi khô gầy. Kinh văn: ân lớn Thế Tôn là việc ít có, thương xót giáo hóa, lợi ích chúng sinh, vô lượng ức kiếp, ai báo đáp được, tay chân cung cấp, cúi đầu đảnh lễ, cúng dường tất cả, đều chẳng báo được. Nếu dùng đầu đội, hai vai mang giác, trải hằng sa kiếp, hết lòng cung kính, lại dùng vật ngon, vô lượng y báo, và các ngọa cụ, đủ thứ thuốc thang, ngưu đầu chiên đàn, và các châu báu, tạo lập chùa tháp, y báo trải đất, những việc như thế, đem cúng dường Phật, trải hằng sa kiếp, cũng chẳng báo được. Chư Phật ít có, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, sức đại thần thông, vô lậu vô di, vua của các pháp, hay gì hạ liệt, những nơi việc đó, hiện tướng phàm phu, tùy họ mà nói, Phật nơi các pháp, được tự tại nhất, biết các chúng sinh, đủ thứ ưa muốn,
và những chí lực tùy sự kham thọ, dùng vô lượng dụ, vì họ nói pháp tùy các chúng sinh căn lành đời trước biết đã thành thục hoặc chưa thành thục, đủ thứ suy lượng phân biệt biết rõ nơi đạo nhất thừa, tùy nghi nói ra. Giảng giải: Phật dùng đại từ bi thí đại ân đức cứu vớt sáu nẻo tội khổ chúng sinh, khiến cho các ngài trước hết tu tứ diệu đế được quả vui lìa biển khổ, kế tiếp phổ độ mười pháp giới chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm nhập vào tứ hoằng thệ nguyện. Đó là ân lớn của Như Lai. Vô lượng kiếp đến nay, Phật đều hành Bồ Tát đạo, từng giáo hóa chúng con pháp đại thừa. Tuy tạm thời không thể tự cứu tự độ, song chí nguyện chưa mất. Nay được nghe lục độ vạn hạnh pháp Bồ Tát, đức hạnh tự lợi tự tha mới là chánh nhân thành Phật. Như việc ít có này, chúng con làm sao báo được ân đức lớn của Phật? Nhà lửa ba cõi, đủ thứ khổ thiêu đốt bức bách. Phật hiện ra đời phổ độ chúng sinh, lợi ích quần sinh, khiến cho chúng con có chỗ về nương tựa. Sau khi Phật thành đạo, đáng thọ sự vui tịch diệt vô vi. Song vì thương xót chúng sinh, chẳng sợ sinh tử, vào đời ác năm trượt này để cứu độ, dùng pháp quyền xảo phương tiện dạy năm giới, mười điều lành, rưới nước lạnh vào mặt, khiến cho tỉnh ngộ, trừ khử đi tham dục. Phật dùng tâm đại bi, muốn cho chúng sinh sớm thành Phật đạo, mà diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Song chúng sinh căn cơ còn nông cạn, cơ duyên chưa chín mùi, chưa hiểu pháp lớn. Vì lẽ đó, cho nên Phật ẩn lớn hiện nhỏ, hiện tướng tỳ kheo cao một trượng sáu, mới được gần gũi chúng sinh, xem căn cơ của họ mà tùy nghi quá độ. Phương tiện gần gũi với giá một ngày, đây là Phật trợ giúp chúng sinh đoạn trừ kiến hoặc. Hàng nhị thừa trừ kiến tư hai hoặc rồi, thì dần dần tâm thể tương ưng với Phật. Cho nên Phật quở trách, khiến cho họ hổ thẹn, pháp nhỏ mà hâm mộ pháp lớn. Đây là Phật khiến cho họ trông coi gia nghiệp của Như Lai. Vàng bạc kho tàng đều phải biết hết. Đây là ân trang nghiêm do Phật ban tặng. Như vậy rồi, Phật thấy cơ duyên thành thục, bèn nhóm họp thân tộc ở trong chúng hội, tuyên nói họ là con của Phật và giao phó cho gia nghiệp. Chẳng cầu mà tự được, nghĩa là hàng nhị thừa tương lai cũng sẽ thành Phật, ngồi ở trên tòa báo Pháp Dương. Đây là Như Lai ban tặng tòa ân vậy. Ngồi trên Phật tòa, thân ý thơ thới, khoái lạc yên ổn, dùng tiếng Phật đạo khiến cho tất cả chúng sinh được nghe. Rộng khắp trong trời người đáng thọ nhận sự cúng dường, khiến cho chúng con đầy đủ ân đức, tự lợi, lợi tha. Đó là thâm ân do Phật ban tặng cho. Dù chúng con dùng tay chân cung cấp, cúi đầu đảnh lễ cung kính, cho đến đầu đội hoặc hai vai mang giác cũng không thể báo đáp được ân đức của Phật. Ngưu đầu chiên đàn, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lìa khỏi núi cấu, nếu dùng để đốt thân, lửa không thể cháy. Vô lượng thần thông diệt không thể nghĩ bàn của Phật, vô lậu vô di, vua của các pháp, vì dùng từ bi hay vì kẻ căn cơ hạ liệt hèn kém, nhẫn nại điều hòa, tùy theo loài đáng giáo hóa mà hiện tướng phàm phu. Phẩm tính của chúng sinh hèn kém, song Phật dùng đại trí huệ biết được căn tính của họ thành thục,
lại dùng đại bi trải qua ngàn kiếp, chẳng từ khổ nhọc cứu vớt tất cả tội khổ chúng sinh. Đời người như một tuồng hí kịch, đời này đóng vai cha, đời sau đóng vai con. Cha con cha, quan hệ như thế nên đời đời tiếp nối không ngừng, hoặc chẳng làm con với cha mà làm thân tộc bạn bè, vân vân. Tóm lại, đời người ở trên sân khấu ai cũng đều đóng vai của mình. Vở kịch chấm dứt thì người lìa tan, lại đi diễn vở tuồng khác. Cứ như thế mà trải qua vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh đều diễn kịch, luân hồi trong sáu nẻo. Chúng ta hãy sớm tỉnh giác, biết đường mê mà quay về. Phật khéo dùng pháp môn đốn tiệm, nhậm vận tự tại, giáo hóa chúng sinh, tùy theo các căn cơ hạnh nghiệp của mỗi loài đáng giáo hóa, thì hiển thị phân biệt nói pháp tối hy hữu nhất. Nơi một Phật thừa đạo vô thượng mà phương tiện tùy nghi nói làm ba thừa.